Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 532. Bất quá, người đi ra bên ngoài về sau, nếu như cần mượn dùng luân hồi sách lực lượng, nhớ kỹ sớm câu thông ta một tiếng, ta có thể giúp ngươi che giấu, bằng không, nơi này thiên cơ bại lộ, vô cùng nguy hiểm. Hiện tại luân hồi sách hoàn thành đúc cơ, tại ngôi sao nhỏ che giấu dưới, thiên cơ nhân quả mảy may không tiết, bên ngoài người cũng không hiểu biết. Nếu như người bên ngoài, cổ tinh môn, thiên khư thần điện, hồng quân trận doanh các loại, biết Diệp thần tại đánh tạo luân hồi sách, bọn hắn sợ rằng sẽ lâm vào điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản cùng phá hư. Diệp thần gật đầu nói, ta biết rồi. Hắn hai tay dâng tinh không đạo thư, lại hỏi, ngôi sao nhỏ, không không lúc nào không hẳn là còn có ba trang tinh không đạo thư, đều ở nơi nào. Ngôi sao nhỏ trầm ngâm một thoáng, nàng là tinh không đạo thư khí linh, dĩ nhiên biết sách khác trang hạ lạc, nhưng nàng tựa hồ có cái gì lo lắng, nói, Ngô, ca ca, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, mặt khác tinh không trang sách, sau lưng đều dính líu thiên đại không rõ, không dễ dàng như vậy cầm tới chờ ngươi về sau tu vi mạnh hơi lớn, ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Diệp thần im lặng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, không không lúc nào không nhiều như vậy mạnh mẽ thế lực, bọn hắn đều không có thể cầm tới tinh không đạo thư, liền biết tinh không đạo thư đáng sợ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng đạt được. Được a, cái kia chờ sau này hãy nói. Diệp thần không tiếp tục hỏi tới, lần này hoàng đồ tinh hành trình, hắn lấy được thu hoạch, đã để hắn vô cùng hài lòng. Ngôi sao nhỏ chỉ Diệp thần trong tay tinh không đạo thư, nói ca ca, ngươi sau khi ra ngoài, ngoại trừ thu thập chế tạo luân hồi sách tài nguyên bên ngoài, còn phải nghĩ biện pháp hóa giải tinh không đạo thư hắc ám. Không phải cái kia hắc ám sa đọa khí tức, nếu là ăn mòn tinh không lời, cái kia là vô cùng nguy hiểm, một khi tinh không sa đọa, ta khả năng cũng muốn chết. Diệp thần tâm bên trong run lên, xem trong tay tinh không trang sách rìa bên trên, lượn lờ từng sợi hắc ám sương mù, đó là tinh không đạo thư dính vào hắc ám sa đọa khí tức, cùng Diệp thần trước kia cánh tay hắc ám, khí tức trên bản chất là giống nhau. Này chút hắc ám, muốn thế nào hóa giải? Dùng cửu thiên linh thủy sao? Diệp thần nhíu mày hỏi, nghĩ đến cửu thiên linh thủy. Ngôi sao nhỏ nói, không được, cửu thiên linh thủy đối người có ích. Nhưng đối tinh không đạo thư tới nói, vật kia không có tác dụng gì. Nghĩ hóa giải tinh không đạo thư tối, cần dùng đại quyết đoán, lớn phong mang chặt đứt. Ta suy tính đến thần chu thiên kiếm tức sắp xuất thế, tuy nói là chim non kiếm, cũng không phải là đỉnh phong hình dáng, nhưng một thanh chim non kiếm cũng đầy đủ. Ngôi sao nhỏ hơi có chút non nớt tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, tinh quang phóng thích, tại Diệp thần trước mặt hội tụ thành một bức tranh. Trong tấm hình, là một mảnh liên miên dãy núi, màu tím lôi đình nổ tung lấp lánh, lại là Thương Lôi Sơn. Bá đao Thương Lôi lãnh địa, Thương Lôi Sơn. Diệp thần thấy trước mắt hình ảnh, có chút kỳ lạ. Ngôi sao nhỏ nói, thần chu thiên kiếm chim non kiếm sắp tại đây bên trong xuất thế, ca ca, ngươi có thể đi nhìn một chút, nếu có thể cầm tới thần chu thiên kiếm, là có thể chảm phá tinh không đạo thư hắc ám. Diệp thần tầm mắt hơi sáng, nhìn chăm chú trước mắt hình ảnh. Theo bức tranh này bên trong, hắn bắt đến, không chỉ là Thương Lôi Sơn khí tức, còn có một người quen khí tức. Nhậm Thiên Nữ. Thiên Nữ tại Thương Lôi Sơn bên trên đúc kiếm. Thoáng chốc ở giữa, Diệp thần nhìn rõ đến nhân quả, trước đây tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc, Thiên Nữ nói muốn rèn đúc thần Chu Thiên Kiếm, Diệp thần liền phân cho nàng một chút khoáng vật tài nguyên. Cái kia thần Chu Thiên Kiếm, là đạo tông đao kiếm nhị sứ bên trong, kiếm tử Tiên Trần một mực tha thiết ước mơ. Mong muốn chế tạo siêu phẩm thiên kiếm. Thiên nữ từng bị kiếm tử Tiên Trần điều khiển, ở người phía sau thủ hạ, nàng cũng là nhòm ngó đến thần chu thiên kiếm rèn đúc bản vẽ. Muốn rèn đúc đỉnh phong hình dáng thần chu thiên kiếm, vô cùng gian nan, thiên nữ cũng không hy vọng xa vời, nàng nghĩ muốn rèn đúc, là chim non kiếm. Chẳng qua là Diệp thần không nghĩ tới, thiên nữ lại ở Thương Lôi Sơn bên trên đúc kiếm. Ngôi sao nhỏ trong veo đôi mắt chớp động. Nhìn rõ thiên cơ, đại khái nhìn thấy Diệp thần cùng thiên nữ đi qua, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nói ca ca, nguyên lai người biết cái kia đúc kiếm người, cái kia rất tốt, người đi hỏi nàng mượn kiếm, là có thể chảm phá tinh không đạo thư hắc ám. Thần chu thiên kiếm tạo hóa khái niệm, ban đầu xuất từ tinh không bỉ ngạn, là một cái nào đó thế lực lớn sáng tạo. Cái kia thế lực lớn, bọn hắn đối mặt tinh không hắc ám sụp đổ, có chút không cam tâm. Bọn hắn muốn tạo ra một chiếc hình kiếm phương chu,
không chỉ là cầm để chạy trối chết, còn có trảm phá hắc ám đại quyết tâm. Tinh không phía trên phương chu, đều là nghĩ đến đào mệnh, chỉ có cái kia thế lực lớn, có trảm phá hắc ám quyết tâm, dĩ nhiên cuối cùng kết cục nha. Nói đến đây, ngôi sao nhỏ lắc đầu, rõ ràng cái kia tư tưởng ra thần chu thiên kiếm thế lực lớn, kết cục không thể lạc quan. Diệp thần nói, vậy bây giờ, ngươi là muốn cho ta vấn thiên nữ mượn kiếm. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy, chỉ có nàng thần chu thiên kiếm, mới có thể cấp tốc chặt đứt tinh không đạo thư bên trên hắc ám. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ngươi không chỉ là mượn kiếm, còn muốn đem thanh kiếm kia trực tiếp đoạt tới. Diệp thần nói, đoạt. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy a, nếu có thể cướp được thần chu thiên kiếm, lấy ra làm rèn đúc luân hồi sách tài liệu, có thể đại đại tăng tiến chế tạo tiến độ. Ngô, bất quá, nếu là muốn từ vị kia thiên nữ tỷ tỷ trong tay đoạt kiếm, chỉ sợ cũng có hơi phiền toái, ngươi tốt nhất cùng với nàng thương lượng một chút, nhìn một chút có thể hay không dùng đồ vật gì đổi tới. Diệp thần suy nghĩ một chút, nói ta tận lực bất quá cái kia thần chu thiên kiếm, nàng sợ là sẽ không dễ dàng đưa cho ta. Ngôi sao nhỏ bất đắc dĩ nói, cái kia trước nghĩ biện pháp mượn kiếm cũng có thể. Diệp thần ừ một tiếng, nói, ngôi sao nhỏ, ta đi đây. Ngôi sao nhỏ tươi sáng cười một tiếng, lôi kéo Diệp thần tay, nói, ừm, tốt, ca ca, ta chờ ngươi trở lại. Diệp thần cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng, sau đó có chút không bỏ xoay người rời đi. Ra lòng đất phế tích, Diệp thần phi ra hoàng đồ tinh. Tại triệt để thoát ly hoàng đồ tinh khí tức phạm vi về sau, hắn mới tế ra thiên quang trục nhật hạm, đạp vào thuyền, nhưng cũng không là trực tiếp đi thương lôi sơn, mà là trở về thượng hoàng thiên cung. Hắn tại hoàng đồ tinh bên trong, trải qua rất nhiều, dự định hồi trở lại thượng hoàng thiên cung chỉnh đốn một thoáng. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư nói ra, mộ chủ, tu vi của ngươi, đã đến thần đạo cảnh 7 tầng trời đỉnh phong, có thể đi lãnh địa của ta. Còn có. Ngươi chấp trưởng mới tinh không đạo thư, đạo tâm có đại tinh không bảo hộ, muốn khống chế pháp bảo của ta thôn hồn quỷ châu, vậy cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Quỷ đạo tổ sư hậu nhân, đối Diệp thần nhiều có hiểu lầm, cho rằng quỷ đạo tổ sư chết, là Diệp thần không chịu xuyên qua thời không, sửa đổi tuyến thời gian dẫn đến. Cái này hiểu lầm quá lớn, nhất định phải Diệp thần tự mình ra mặt, đi tới hư không quỷ giới, mới có băng thích có thể hóa giải. Đằng trước Diệp thần tu vi còn chưa đủ. Tùy tiện đi hư không quỷ giới, rất có thể xảy ra chuyện nhưng bây giờ, hắn đã có đủ thực lực, có thể đi hư không quỷ giới xông xáo. Quỷ đạo tổ sư pháp bảo mạnh mẽ nhất, thôn hồn quỷ châu, ngay tại hư không quỷ giới bên trong, cái kia pháp bảo là đỉnh cấp thần khí, ủng có không gì sánh nổi kinh khủng thôn phệ chi lực, thậm chí là có khả năng thôn phệ ác mộng suối chi thủy tồn tại. Nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống thôn hồn quỷ châu, Diệp thần là có thể hóa giải hoang thiên đế. Đại từ thụ hoàng đám người trong cơ thể ác mộng suối chi thủy. Ngoại trừ thôn hồn quỷ châu bên ngoài, viêm thiên đế đầu, cũng tại hư không quỷ giới bên trong. Nếu có thể cầm tới viêm thiên đế đầu, Diệp thần chỗ chấp trưởng viêm thiên đế đạo thống, là có thể đi đến viên mãn, mà lại thiên hỏa mệnh tinh uy lực, cũng có thể đi theo tăng thêm một bước. Như mỗi một loại này, cũng là nhường Diệp thần đối cái kia hư không quỷ giới, cũng là tràn ngập chờ mong. Tiền bối. Chờ ta giải quyết sự tình, liền ngay lập tức đi ngươi lãnh địa. Diệp thần nói, không cần lâu nay, Diệp thần hồi đến Thượng Hoàng Thiên Cung, Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ chờ thấy Diệp thần hồi tới, dồn dập ra nghênh tiếp. Bây giờ Thượng Hoàng Thiên Cung, thế lực so dĩ vãng lại tráng lớn hơn rất nhiều. Quái Thiên Đế cùng Càn Xương Nguyệt, đã sớm chuyển đến Thượng Hoàng Thiên Cung. Còn có Thanh Lam di tích thế giới bên trong người Thanh Lam Tổ giáo Thương Vân Lão Tổ, Tố Ly Ương. Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca, Phục Ma Thâm Cốc Thái Chiêu Dung Phụ Nữ, Thánh Thụ Chi Môn, Rách Nát Thần Điện đám người, còn có Mộ Thanh Âm các loại, toàn bộ di chuyển đi tới Thượng Hoàng Thiên Cung. Trước kia Diệp Thần chịu tinh không trái cấm hắc ám quấn quanh, Thanh Lam di tích bên trong người, đối với hắn tương lai thấy không rõ, cho nên không dám tùy tiện đầu nhập vào, nhưng bây giờ Diệp Thần hắc ám, đã hoàn toàn giải trừ, khí thế đại thịnh, tương lai bừng sáng mọi người tự nhiên tới đầu nhập vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này Diệp thần trở về, tinh không đạo thư cuồn cuộn khí tức, rực rỡ biểu lộ ra, mọi người đều là kinh hỉ. Diệp thần chấp trưởng một tờ tinh không đạo thư, khí thế càng là bàng bạc, coi như đối mặt chúa tể thiên tội cổ kiếm Chu Võ Hoàng, cũng là không hề yếu.
Tại cùng mọi người ôn chuyện qua đi, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đơn độc gặp nhau. A-di-đà Phật, Luân Hồi Chi Chủ, người lại chấp trưởng tinh không đạo thư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Này tinh không huyền bí, đến cùng là như thế nào? Ta nghiên cứu rất lâu, đáng tiếc một mực suy nghĩ không thấu. Phật Tổ tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, thời khắc này Diệp Thần, đơn giản đã không giống độc thân, mơ hồ đã vượt ra người khái niệm, hắn phảng phất liền là tinh không bản thân. Bất luận cái gì người thấy Diệp Thần, đều sẽ bị trên người hắn cái kia cỗ cuồn cuộn, thâm thúy, thê lương, hùng hùng tráng rộng rãi khí tức chỗ chấn động. Ngắm nhìn bầu trời, Phật Tổ đều nghĩ quỳ xuống lại, quá bất khả tư nghị. Diệp Thần mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ai, Phật Tổ, đạo khả đạo, phi thường đạo, mọi người có mọi người duyên phận, này tinh không huyền bí, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, ta cũng không biết nói thế nào. Phật Tổ yên lặng, chợt cũng là bất đắc dĩ nói, ta biết, thôi, xem ra vẫn là ngã Phật tâm tu vi không đủ, vẫn phải lại cẩn thận nghiên cứu mới được. Nhậm Phi Phàm nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, nói, luân hồi sách núc cơ hoàn thành. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần cả người, đã thoát thai hoán cốt. Ban đầu xuất phát đi hoàng đồ tinh Diệp Thần, tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời, nhưng bây giờ đã đột phá đến 7 tầng trời đỉnh phong. Mặc kệ là tu vi cảnh giới, đạo tâm khí tức, pháp tắc đại khí tượng, còn có khí vận độ dày, Diệp Thần đều có thể xưng nghịch thiên thuế biến. Xuất phát trước Diệp Thần, bị Chu Võ Hoàng chỗ áp chế, nhưng bây giờ, mặc dù cùng Chu Võ Hoàng so sánh, Diệp Thần cũng là không hề yếu. Vẫn tính thuận lợi. Diệp Thần mỉm cười, đem mình tại Hoàng Đồ Tinh trải qua, đơn giản nói một lần. Tại Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ yểm hộ dưới, hắn tự nhiên không cần lo lắng thiên cơ sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, nghe được Diệp Thần chấp trưởng tinh không đạo thư, cùng khí linh ngôi sao nhỏ kết duyên, lại nhìn thấy thiên đạo huyền bí, đánh giết hồn thiên đế hóa thân, cuối cùng tại phế tích bên trong đúc cơ, đều là kinh hãi không thôi. Nguyên lai tinh không đạo thư lại đã đản sinh ra khí linh, người đạt được khí linh giúp đỡ, khó trách thuế biến thật lớn như thế. Nhậm Phi Phàm một hồi tán thưởng, không nghĩ tới Diệp Thần kỳ gặp lớn như vậy. Phật Tổ nhẹ nhàng nhíu mày, lẩm bẩm nói, nguyên lai chí cao thiên đạo, lại có bản tướng, là một khỏa màu lam khối Rubik. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lâm vào trong trầm tư, hốt hoảng không chừng. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, Phật Tổ, bằng vào ta thực lực hôm nay, đủ mà đối kháng Chu Võ Hoàng. Nhưng, cũng chỉ là đối kháng, mong muốn áp chế chiến thắng lời, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta còn cần tiếp tục lịch luyện. Chu Võ Hoàng dung hợp thiên tội cổ kiếm, mà lại kích phát đã từng thân là thiên đế tiềm lực, thực sự quá cường đại. Tuy nói Diệp Thần lần này Hoàng Đồ Tinh chuyến đi, thu hoạch thuế biến to lớn, nhưng hắn cũng không có tự mãn, bởi vì hắn biết, dựa vào thực lực trước mắt, còn chưa đủ để đánh giết Chu Võ Hoàng. Nếu có thể chảm phá tinh không đạo thư hắc ám, lại đi hư không quỷ giới, cầm tới viêm thiên đế đầu cùng thôn hồn quỷ châu, cái kia Diệp Thần mới chính thức có khả năng, chấn sát Chu Võ Hoàng. Bất quá có thể hay không tại tinh không tranh bá thi đấu đoạt giải quán quân, vẫn là không thể biết được. Bởi vì địch thủ của hắn, ngoại trừ Chu Võ Hoàng bên ngoài, còn có cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên. Còn có đại chủ tể từng nói qua, chân lý trong hội thiên tài. Tóm lại, hiện tại Diệp Thần còn chưa tới thư giãn thời điểm, hắn nhất định phải tiếp tục tiến bộ. Tại Thượng Hoàng Thiên Cung chỉnh đốn mấy ngày về sau, Diệp Thần liền chuẩn bị xuất phát đi Thương Lôi Sơn, hắn sớm hướng bá đao Thương Lôi phát bái thiếp, nói chính mình sẽ đi bái phỏng, muốn cùng thiên nữ thương lượng một ít chuyện. Đang chuẩn bị hoàn tất về sau, Diệp Thần liền xuất phát đi tới Thương Lôi Sơn. Rất nhanh, Diệp Thần tới gần Thương Lôi Sơn lãnh địa, một cỗ vô hình cảm giác áp bách đập vào mặt. Dưới chân núi không khí ngưng trọng mà trầm tĩnh, phảng phất toàn bộ dãy núi đều tắm gội tại thần thánh trong ánh sáng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Thương Lôi Sơn nguy nga đứng vững, mây mù lượn lờ ở giữa, từng đầu màu tím lôi đình nhảy lên. Luân hồi chi chủ, người đến rồi. Đã thấy một cái nữ áo xanh tì, cười nhẹ nhàng đi ra, nghênh đón Diệp Thần đến. Diệp Thần ngẩn ngơ, cái này nữ áo xanh tì, lại có thể là vĩ thú. Tam vĩ phong ở giữa mộng. Thời khắc này trong gió mộng, thoạt nhìn đã cùng người thường không sai biệt lắm, không có vĩ thú cao ngạo khí tức. Diệp Thần từng đem tam vĩ phong ở giữa mộng,
phó thác cho bá đao thương lôi chiếu cố, xem dáng dấp của nàng, rõ ràng đã thích ứng bây giờ sinh hoạt, thoạt nhìn thậm chí thành thương lôi sơn bên trên tỷ nữ. Trong gió mộng cô nương là ngươi. Diệp thần suy nghĩ có chút phức tạp, không nghĩ tới ngày xưa cao cao tại thượng vĩ thú, bây giờ trở nên như thế bình thường. Là ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Trong gió mộng xuất ra một quả nho nhỏ hạt châu, đưa cho Diệp thần. Đây là... Diệp thần tiếp nhận hạt châu, chỉ thấy hạt châu bên trên âm u sương mù vần quanh, không rõ khí tức cô đọng, bên trong tản mát ra một cỗ cực kỳ hung lệ năng lượng ba động, đúng là vĩ thú năng lượng ba động. Trong gió mộng cười nói, đây là trong cơ thể ta vĩ thú năng lượng, ta được sự giúp đỡ của thương lôi lão tổ, đã đem hết thảy vĩ thú năng lượng, toàn bộ rút ra tới. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói cái kia ngươi. Trong gió mộng cười nói, ta nha, coi như người bình thường tốt, ngoại giới tranh đấu, ta đã chán ghét, về sau ta chính là thương lôi sơn bên trên tỷ nữ. Diệp thần lập tức yên lặng, suy nghĩ muôn vàn, đã từng tam vĩ phong ở giữa mộng thành một người bình thường, đây là hắn không có nghĩ tới. Bất quá, bên ngoài phân tranh ngàn ngàn vạn, hỗn loạn không thể tả, nàng có thể có một cái bình ổn an ninh kết cục, cũng là chuyện tốt. Chúc mừng ngươi, trong gió mộng cô nương, có cái an ổn sinh hoạt, cũng là chuyện tốt. Diệp thần cười lắc đầu, có phần hơi xúc động, yên lặng đem trong gió mộng vĩ thú hạt châu thu hồi, ném cho huyết long đi thôn phệ luyện hóa. Lão tổ đang chờ ngươi, đi vào đi. Trong gió mộng cười nói. Diệp thần ừ một tiếng, đi theo trong gió mộng, bước vào thương lôi sơn bên trong. Thương lôi sơn sơn môn trên đại điện, bá đao thương lôi đã sớm bố trí tốt hiến hội. Nhìn thấy Diệp thần tới, lập tức đứng dậy chắp tay một cái, sảng lãng cười nói, luân hồi chi chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi tu vi lại tinh tiến, thật đáng mừng a. Diệp thần vội vàng chắp tay hoàn lễ, thương lôi tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thân thể ngươi mạnh khỏe. Bá đao thương lôi tầm mắt lóe sáng, trên dưới dò xét Diệp thần, biểu lộ trở nên có chút thăm thẳm, thở dài một tiếng, nói, ngươi kế thừa sư phụ ta đạo thống. Lão nhân gia ông ta đem cửu biện kim liên truyền cho ngươi, xem ra là không có ý định sống lại. Hắn đã rõ ràng nhìn ra, cửu biện kim liên bên trong, Diệp thần nuốt ăn ba cánh, xem như triệt để kế thừa thanh liên đạo tổ đạo thống. Mà thanh liên đạo tổ, cam tâm tương đạo thống tâm huyết truyền ra, hiển nhiên là không có ý định lại sống lại. Diệp thần im lặng, sau đó liền trịnh trọng nói ra, thương lôi tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem thanh liên đạo tổ đạo thống. Phát dương quang đại. Bá đao thương lôi gật đầu nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi, tương lai thành tựu nhất định có thể siêu việt sư phụ ta. Diệp thần nói, không dám. Dừng một chút, không biết thiên nữ ở đâu. Hắn có thể cảm nhận được, thiên nữ ngay tại thương lôi sơn lên. Hắn mục đích của chuyến này, chính là muốn kiến thiên nữ, nhìn một chút có thể hay không mượn đến thần chu thiên kiếm. Bá đao thương lôi ha ha cười nói, nhậm thiên nữ sao? Nàng nghĩ đúc kiếm, nhưng lại sợ bị kiếm tử tiên trần phát hiện trả thù, cho nên mới đến lãnh địa của ta, tìm kiếm ta bảo hộ. Ta cũng muốn nhìn một chút cái kia thần chu thiên kiếm, rèn đúc đi ra ngoài là dáng dấp ra sao. Bất quá, thanh kiếm này, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy chế tạo, thiên nữ bây giờ còn đang bế quan, ta đoán chừng đến ít nhất nửa tháng sau, nàng phương mới có thể xuất quan. Diệp thần nhướng mày, nói, muốn nửa tháng lâu như vậy sao? Bá đao thương lôi nói, đúng vậy a, đây là phỏng đoán cẩn thận, ngươi nếu là không nóng nảy lời, liền tại ta chỗ này các loại, ha ha, qua mấy ngày có chân lý sẽ đại nhân vật tới, ta cũng cho ngươi dẫn gặp một chút. Diệp thần tâm bên trong run lên, nói chân lý sẽ đại nhân vật. Bá đao thương lôi cười nói, đúng vậy, tinh không tranh bá thi đấu liền sắp bắt đầu, cuối cùng ban thưởng liền là tinh không thần sơn, đây chính là chân lý sẽ địa bàn a, nắm người khác địa bàn làm ban thưởng. Vậy lần này tinh không tranh bá thi đấu, chân lý sẽ tự nhiên cũng là chiếm cứ cực vị trí trọng yếu. Chân lý sẽ có một thiên tài gọi Tống Thiên Chú, hắn nhìn ngươi rất khó chịu, ta nghĩ hắn đối ngươi khả năng có chút hiểu lầm, ngươi tại đây bên trong vừa vặn, ta giúp các ngươi điều đình một thoáng, miễn tổn thương hòa khí. Diệp thần lông mày nhẹ trao lại, đại chủ tể trước đó cũng đã nói, chân lý trong hội có người nhìn hắn khó chịu, hắn cũng muốn xem rốt cục là ai, có phải hay không có hiểu lầm cái gì. Hiện tại bá đao thương lôi nói sẽ ra mặt điều đình, cũng chính hợp Diệp thần chi ý, hắn liền gật đầu. Ngay sau đó,
Diệp Thần ngay tại Thương Lôi Sơn bên trên ở lại, đang đợi 3-4 ngày về sau, chân lý sẽ người còn chưa tới, bá đao Thương Lôi có chút kỳ quái, bởi vì đã đến thời gian ước định, đối phương còn chưa tới, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Diệp Thần chờ, này 3-4 ngày thời gian, hắn đi thiên nữ bế quan chi nhìn xem. Thiên nữ tại một chỗ trong hạp cốc bế quan đúc kiếm, Diệp Thần đứng tại hẻm núi cửa vào, có thể thấy trong hạp cốc, xí liệt hỏa diễm trùng thiên, sóng nhiệt cuồn cuộn, có đinh đinh đương đương rèn sắt tiếng truyền ra, lại có trận trận sấm chớp, trận trận hắc ám quỷ khí tràn ngập gào thét, chấn động nhân tâm. Nơi này tại sao có thể có quỷ khí? Diệp Thần rất kỳ quái, trong hạp cốc có quỷ khí truyền ra, mà lại khí tức tương đương hung mãnh. Thiên nữ đúc kiếm, như thế nào lại có quỷ khí phát ra? Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nói thầm, xem ra chỉ có thể chờ đợi thiên nữ xuất quan, mới có thể biết rõ chân tướng. Hắn tại Thương Lôi Sơn bên trên, lại đợi 3 ngày, cuối cùng, chân lý sẽ người tới. Chỉ thấy có 2 người, một nam một nữ, buông xuống đến Thương Lôi Sơn sơn môn lên. Một nam một nữ này, nữ là cái trung niên mỹ phụ nhân, dáng người thướt tha, phong vận vẫn còn, ăn mặc một bộ tu thân màu xanh váy bào, nhưng váy bào bên trên có không ít tổn hại dấu vết. Theo cái kia tổn hại dấu vết bên trong, có chưa khô máu tươi dấu vết. Gương mặt của nàng, cũng là mang theo điểm suy sụp tinh thần cùng hồi hộp, phảng phất vừa đã trải qua cái gì đại chiến. Bên cạnh nam tử sinh đến phong thần tuấn lãng, hết sức trẻ tuổi, nhưng gương mặt thiết thanh, tựa hồ cũng là 10 điểm không thoải mái. Siêu hộ pháp, chuyện gì xảy ra? Bá đao Thương Lôi mang theo Diệp Thần đi tới, thấy bộ dáng của 2 người, lập tức sầm mặt lại, hỏi. Người mỹ phụ kia nói, Thương Lôi lão tổ, thật có lỗi, chậm trễ mấy ngày. Nàng hít sâu một hơi, bộ ngực chập trùng, thoáng điều chỉnh hô hấp cùng suy nghĩ, ta trên đường thấy tử thần giáo đoàn có đại khí tượng, tới gần xem xét, đúng là cái kia cực đạo ma tôn ma phi thiên, mong muốn luyện hóa thiên ma tinh hải, đem thiên ma tinh hải hóa thành tự thân chiến bào. Ta biết, một khi bị cái này ma phi thiên, luyện hóa thành công, thiên ma tinh hải thành chiến bào của hắn, cái kia hậu quả khó mà lường được, liền muốn cực lực ngăn cản. Nhưng cũng tiếc, tại tử thần giáo đoàn trên địa bàn, ta cuối cùng đánh không lại rất nhiều hắc ám cường giả, cuối cùng chật vật bỏ chạy, ai, chỉ sợ cái kia thiên ma tinh hải, cuối cùng là phải bị ma phi thiên chấp trường. Nghe được mỹ phụ nhân, bá đao Thương Lôi cùng Diệp Thần nhìn nhau, đều là kinh hãi. Cực đạo ma tôn ma phi thiên, theo tinh không phía trên buông xuống, bây giờ thành tử thần giáo đoàn thực tế chúa tể, việc này thiên cơ đã khuếch tán, không lúc nào không mọi người đều biết. Người người đều biết, ma phi thiên thân phận đặc thù, nhưng bởi vì chịu thiên địa pháp tắc hạn chế, dưới tình huống bình thường, ma phi thiên tu vi, sẽ không vượt qua thiên nguyên cảnh, cho nên coi như hắn là tinh không phía trên đại nhân vật, tạm thời cũng sẽ không nhiễu loạn không thời không thế cục cùng trật tự. Nhưng nếu như, hắn trưởng khống thiên ma tinh hải, cái kia lại khác biệt. Thiên ma tinh hải là ma đạo chí cao thần khí, nếu là ma phi thiên nắm trong tay, hắn có khả năng đại đại đột phá thiên địa pháp tắc hạn chế, thực lực rất có thể muốn bão táp đột tiến, đối không lúc nào không bây giờ trật tự, sinh ra khó nói lên lời cải biến. Diệp Thần vẻ mặt hết sức khó coi, nếu là ma phi thiên nắm trong tay thiên ma tinh hải, loại kia tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, hắn phải đối mặt siêu cấp cường địch, liền không chỉ là Chu Võ Hoàng. Bá đao Thương Lôi nói, như đúng như này, cái kia không lúc nào không chỉ sợ sắp biến thiên. Người mỹ phụ kia nói, nếu là ma phi thiên nghịch thiên quật khởi, chỉ sợ hắc ám muốn bao phủ chư thiên, ta hướng nguyên thiên đế đại nhân cầu nguyện khẩn cầu hắn chỉ bảo sai lầm, nhưng cũng tiếc đến không đến đáp lại. Bá đao Thương Lôi trầm ngâm nói, đoán chừng nguyên thiên đế chí tôn, có khác mưu tính tính toán, ta nghe đại chủ tể nói, chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, nguyên thiên đế chí tôn sẽ buông xuống. Siêu hộ pháp, liên lụy tới cực đạo ma tôn, nhân quả to lớn, chúng ta không làm chủ được, vẫn là chờ đại chủ tể cùng nguyên thiên đế an bài. Người mỹ phụ kia cảm thấy hơi định, nói, đúng, đang lúc như thế. Bá đao Thương Lôi lấy lại bình tĩnh, hướng Diệp Thần giới thiệu nói, luân hồi chi chủ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Diêu Thu Lâm Diêu hộ pháp. Chỉ người mỹ phụ kia, vừa chỉ bên cạnh nàng nam tử trẻ tuổi. Vị này là chân lý sẽ thập đại chân truyền đệ tử một trong, Tống Thiên Chú. Diệp Thần chắp tay nói, hạnh ngộ. Người mỹ phụ kia Diêu Thu Lâm chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói, lâu nghe luân hồi chi chủ đại danh,
Nguyên Thiên Đế đại nhân bế quan trước, cũng thường xuyên đề cập tên của ngươi, hôm nay nhìn thấy hình dáng, hết sức vinh hạnh. Nam tử trẻ tuổi kia Tống Thiên Chú khóe miệng phác họa một đạo đường cong, nói ta cũng nghe luân hồi chi chủ thần uy vô địch, trong lòng ngưỡng mộ cực kỳ, không bằng chúng ta hôm nay tới luận bàn mấy chiêu. Tiếng nói vừa ra, Tống Thiên Chú bỗng nhiên ra tay, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đột nhiên đâm ra, như đao như kiếm, mang theo uy thế rất lớn, đâm về Diệp Thần mi tâm, đúng là vừa thấy mặt liền hạ tử thủ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tống Thiên Chú sẽ trực tiếp động thủ. Tống Thiên Chú tu vi khí tức, mặt ngoài là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng trên thực tế khí tức vô cùng chìm luyện dày nặng, đã có đột phá đến cửu đỉnh cảnh thượng vị thần tư cách, nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn tựa hồ tại áp chế tu vi của mình, chậm chạp không có đột phá. Nhưng dù vậy, Tống Thiên Chú mang cho Diệp Thần áp lực, cũng là to lớn. Bất quá Diệp Thần tại Hoàng Đồ Tinh chuyến đi về sau, thuế biến to lớn, đối mặt Tống Thiên Chú cường thế công kích, hắn lâm nguy không sợ, tay phải không để lại dấu vết đẩy ra, âm thầm mở ra thiên nghịch thần mạch, một cỗ nhu hòa cương phong, đẩy ngược hướng Tống Thiên Chú. Thiên nghịch thần mạch, nguồn gốc từ thiên bi, có lấy đạo của người, trả lại cho người huyền bí, tứ lạng bạt thiên cân, có thể đem địch nhân thế công, nghịch chuyển phản chiến công hướng kẻ địch chính mình. Tống Thiên Chú nhất chỉ mãnh liệt đâm về Diệp Thần, vốn định đánh Diệp Thần một trở tay không kịp, nhưng Diệp Thần thiên nghịch thần mạch cương phong đẩy ngược, Tống Thiên Chú một chỉ này, lại không chịu khống chế, phản đâm về hắn ánh mắt của mình. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Tống Thiên Chú hoảng hốt, vô cùng chật vật lui lại ba bước, lại đưa tay trái ra đè lại tay phải của mình, mới dừng ngón tay tự đâm thế công. Thấy cảnh này Bá Đao Thương Lôi cùng Diêu Thu Lâm đều là chấn kinh. Không nghĩ tới Diệp Thần chiêu pháp như thế tinh diệu, lấy đạo của người, trả lại cho người, này tứ lạng bạt thiên cân kỹ xảo, nhường hai người bọn họ đều vô cùng bội phục. Siêu Thu Lâm trừng Tống Thiên Chú liếc mắt, quát Thiên Chú, không được vô lễ, ngươi làm sao dám mạo phạm luân hồi chi chủ. Tống Thiên Chú gương mặt đỏ lên, thành màu gan heo, nói, Lâm Di, ta chỉ là muốn lĩnh giáo một thoáng luân hồi chi chủ cao chiêu, vừa rồi một chiêu kia không tính, ta lại muốn cùng hắn đánh qua. Dứt lời, Tống Thiên Chú liền muốn lại ra tay nhưng bị Diêu Thu Lâm cản tay ngăn cản, quát. Ngươi mất mặt còn không có ném đủ, tu vi của ngươi, cùng luân hồi chi chủ so sánh kém xa. Tống Thiên Chú cắn răng nói, Lâm Di, ngươi làm sao giúp người ngoài. Tiểu tử này chẳng qua là thần thông biến hóa nhiều chút, nhưng luận tu vi, hắn sao có thể cùng ta so sánh. Hắn có thể sống tới ngày nay, hoàn toàn là bởi vì có Nguyên Thiên Đế Đại Nhân chúc phúc bảo hộ. Không có Nguyên Thiên Đế đại nhân chiếu khán, hắn đã sớm chết. Siêu Thu Lâm cả giận nói, đủ rồi. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta liền phạt ngươi đi Hắc Xà Nhai diện bích. Tống Thiên Chú nghe được Hắc Xà Nhai tam chữ, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, không dám nói nữa ngữ. Siêu Thu Lâm vẻ mặt dừng một chút, hướng Diệp Thần nói, thật có lỗi, luân hồi chi chủ, ta chân lý sẽ quản giáo không nghiêm, ngược lại để ngươi chê cười. Diệp Thần nói, không sao. Siêu Thu Lâm lại nhìn phía Tống Thiên Chú, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như đối luân hồi chi chủ không phục, loại kia tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, ngươi lại đi hướng hắn lĩnh giáo, chớ có tại Thương Lôi lão tổ trên địa bàn gây chuyện thị phi. Tống Thiên Chú căm hận khẽ cắn môi, nói, đúng, Lâm Di. Siêu Thu Lâm nói, Thương Lôi lão tổ, có nhiều mạo phạm, thứ lỗi. Bá Đao Thương Lôi nói, không sao. Người trẻ tuổi khí thịnh một chút cũng không là chuyện xấu, nhưng xem Tống Điệt mà bộ dáng, tựa hồ đối với luân hồi chi chủ có chút hiểu lầm. Siêu Thu Lâm thở dài, ai, ta chân lý sẽ có thập đại chân truyền đệ tử, đều là Nguyên Thiên Đế đại nhân tự tay bồi dưỡng thiên tài, bình thường cơ bản không cùng bên ngoài tiếp xúc, không nhiễm nhân quả, chẳng qua là âm thầm đối phó đệ nhất hồn tộc người. Đệ nhất hồn tộc lại gọi Long Xào hồn tộc, chín đại hồn tộc bên trong cường hãn nhất, bọn hắn cũng là có khả năng nhất. Đem hồn thiên đế khôi phục. Cho nên, chúng ta chân lý sẽ nhất định phải ngăn cản. Có Nguyên Thiên Đế đại nhân bảo hộ, ta chân lý sẽ cùng Long Xào hồn tộc đánh nhau, cũng không rơi vào thế hạ phong. Bá Đao Thương Lôi ngắt lời nói, cũng không chiếm thượng phong. Siêu Thu Lâm lập tức lộ ra xấu hổ biểu lộ, nói, Long Xào hồn tộc thế lực 10 phần khổng lồ, ta chân lý sẽ cùng hình ảnh đấu, có thể không rơi vào thế hạ phong, không để bọn hắn hỏa loạn chúng sinh. Đã là cực hạn, hai bên xem như lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau, liền đợi đến xem xong phương thủ lĩnh,
chính là Nguyên Thiên Đế đại nhân Hỏa Hồn Thiên Đế, vị nào có thể trước khôi phục thực lực. Nếu là Nguyên Thiên Đế đại nhân trước khôi phục thực lực, liền có thể quét ngang hết thảy yêu ma quỷ quái. Nhưng nếu như Hồn Thiên Đế trước khôi phục, thế cục kia liền nguy hiểm. Thế cân bằng chiến đấu, không biết kéo dài nhiều ít kỷ nguyên. Mãi đến mấy năm gần đây, Nguyên Thiên Đế đại nhân bỗng nhiên cắt giảm chúc phúc, ta chân lý sẽ không có hắn bảo hộ, sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm xuống, thương vong thảm trọng, đã không phải là Long Xào hồn tộc địch thủ, khắp nơi bại lui. Mà Nguyên Thiên Đế đại nhân, sở dĩ cắt giảm chúc phúc, là bởi vì hắn đem rất nhiều tinh lực, đều đặt ở luân hồi chi chủ trên thân. Nói xong đưa ánh mắt về phía Diệp Thần, ánh mắt hiện ra có chút vẻ phức tạp. Bá đao thương lôi, ồ! Tống Thiên Chú bực tức nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân đối tiểu tử này ân chú ý có thừa, nhưng tiểu tử này đối ta chân lý sẽ, lại không một chút tác dụng, thậm chí mong muốn chiếm lấy tinh không thần sơn, thật sự là vô sỉ. Siêu Thu Lâm quát, im miệng, Nguyên Thiên Đế đại nhân tất nhiên là tại hạ một bàn lớn cờ, người biết cái gì? Hướng Bá Đao Thương Lôi nói, Thương Lôi lão tổ, chính là bởi vì Nguyên Thiên Đế đại nhân, ngoài định mức chiếu cố luân hồi chi chủ, đối ta chân lý sẽ bảo hộ. Có chỗ yếu bớt, khiến ta chân lý sẽ, cùng Long Xào hồn tộc tranh đấu, liên tục bại lui, thương vong thảm trọng, sở dĩ phải bên trong có không ít đệ tử hơi có lời oán giận. Nhưng ta nghĩ, này hẳn là Nguyên Thiên Đế đại nhân bố cục, muốn đỡ cầm luân hồi chi chủ, đối kháng Long Xào hồn tộc, dù sao ta chân lý sẽ cũng quá không hăng hái, thủy chung đánh không lại Long Xào hồn tộc, Nguyên Thiên Đế đại nhân khác cầu ngoại viện, cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Thần nghe đến đó, nhướng mày. Nói, Siêu hộ pháp, ta cho tới bây giờ không có nghe Nguyên Thiên Đế tiền bối nói qua, cần ta hỗ trợ cái gì. Tống Thiên Chú cắt ngang Diệp Thần nói chuyện quát, tiểu tử này quả nhiên vong ân phụ nghĩa. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, như quý hội có chỗ nào, cần ta ra tay, có thể nói thẳng, chỉ cần là tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta sẽ không cự tuyệt. Tống Thiên Chú nói, hừ, ngươi lại có bản lãnh gì, có thể giải quyết ta chân lý sẽ nguy nan. Ngươi luân hồi trận doanh gây thù hằn rất nhiều, có đầu rút cổ tự vệ đã là gian nan, còn có tư cách gì giúp người. Siêu Thu Lâm không thể kìm được, quát Thiên Chú, ngươi câm miệng cho ta. Chạy trở về Hắc Xà Nhai Diện Bích, tại tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu trước, không cho phép trở ra. Dứt lời, Siêu Thu Lâm phất tay bắn ra từng đầu pháp tắc sợi tơ, mang theo thần vương uy áp, đem Tống Thiên Chú thân thể trói chặt lại, miệng cũng dùng cấm ngôn bùa chú phong bế. Ngô! Tống Thiên Chú kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức không thể động đậy, cũng nói không ra lời. Siêu Thu Lâm tế ra một cái hổ lô, đem Tống Thiên Chú thu vào, lập tức thế giới đều thanh tĩnh. Hổ thẹn, xuất! Siêu Thu Lâm lắc đầu, thật cảm thấy hổ thẹn. Diệp Thần nói, không sao. Bá Đao Thương Lôi nói, Siêu hộ pháp, người đối với thủ hạ đệ tử quản thúc, xem ra còn phải lại nghiêm khắc điểm mới được. Siêu Thu Lâm nói, đúng. Bá Đao Thương Lôi ừ một tiếng, nói, Siêu hộ pháp ngươi không xa thời không hiểm trở tới tìm ta, không biết là có chuyện gì. Siêu Thu Lâm lấy lại bình tĩnh, nói Thương Lôi lão tổ, là như vậy, ta cùng Long Xào hồn tộc trong tranh đấu, bắt được một đầu dị quỷ, rất có thể tới từ hư không quỷ giới. Ta lo lắng hư không quỷ giới quỷ tộc, sẽ liên thủ với Long Xào hồn tộc, đối ta chân lý sẽ bất lợi, cho nên muốn theo cái kia dị quỷ trong miệng, tra hỏi ra nhiều bí mật hơn. Nhưng này dị quỷ xương cốt rất cứng, vô luận ta làm hạng gì thủ đoạn tàn khốc, nó cũng không chịu nôn một lời, cho nên ta muốn mời Thương Lôi lão tổ ra tay, nhìn một chút có thể hay không tra hỏi ra cái gì có giá trị tình báo. Siêu Thu Lâm trong giọng nói, tràn ngập ngưng trọng lo lắng, dù sao hư không quỷ tộc, là quỷ đạo tổ sư hậu duệ, thế lực nội tình 10 điểm hùng hậu nếu là bọn hắn liên thủ với Long Xào hồn tộc, vậy đối chân lý sẽ đến nói, không thể nghi ngờ là muốn mạng uy hiếp. Bá Đao Thương Lôi nghe nói lời ấy, lấy làm kinh hãi, nói, hư không quỷ tộc lại muốn cùng Long Xào hồn tộc hợp lại, có loại sự tình này. Cái kia dị quỷ ở đâu? Diệp Thần vẻ mặt cũng là chìm xuống, không nghĩ tới sự tình sẽ liên lụy tới hư không quỷ tộc. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư đã là chấn nộ, quát một bầy chó nhãi con, nếu là dám cấu kết hồn tộc, nhìn ta không cắt ngang chân của bọn hắn. Hư không quỷ tộc cùng hồn tộc, có thể nói là tử địch. Dù sao năm đó, quỷ đạo tổ sư liền là chết tại sửu thần thủ hạ, mà hồn thiên đế liền là một cái khác sửu thần. Nếu là quỷ tộc người đi đầu quân hồn tộc,
cung cấp là phản bội. Chỉ thấy Diêu Thu Lâm lay động một thoáng trong tay hồ lô, bắn ra một luồng khói đen, trong khói đen hiển hóa ra một đầu dị hình, đầu lớn thân nhỏ, thân cao không doanh bốn thước, toàn thân làn da đen kịt, đầu lâu to lớn bên trên, chỉ có một khỏa con mắt, mười điểm to lớn, che kín lớn nửa gương mặt, dưới ánh mắt mặt liền là một tấm huyết bồn đại khẩu, mọc lên đao kiếm giống như răng, hai chân cùng thân thể đều như đai cán nhỏ bé, khó có thể tưởng tượng là như thế nào chống đỡ nổi như thế đầu to lớn. Hư không quỷ giới có thập đại quỷ duệ, chính là viêm ma, thủy hầu tử, ác mộng, lúc chi trùng các loại, này dị quỷ chính là thập đại quỷ duệ một trong, kỳ danh là tiêu. Diêu Thu Lâm tầm mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trong khói đen tiêu. Đầu này tiêu quỷ, toàn thân bị từng đầu thần vương cấm chế xiềng xích buộc chặt, không ngừng giãy giụa kêu ré lấy, biểu lộ thoạt nhìn hết sức thống khổ. Thương Lôi lão tổ, không biết ngươi còn có thủ đoạn, từ nơi này dị quỷ trong miệng, cha hỏi ra đầu mối gì. Diêu Thu Lâm đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem bá đao Thương Lôi. Bá đao Thương Lôi nhướng mày, đánh giá đầu này dị quỷ. Đột nhiên, cái kia dị quỷ thấy Diệp Thần thân ảnh, lộ ra to lớn kinh hãi thần sắc sợ hãi, hai tay loạn vũ lấy, trong cổ họng phát ra gần như tuyệt vọng kêu to, khối u ác tính, ma đầu. Đại ma đầu. Tại cực hạn trong sự sợ hãi, dị quỷ ánh mắt trừng lớn, cơ hồ chướng nứt, cuối cùng toàn thân run rẩy một thoáng, không nhúc nhích, lại là chết. Siêu Thu Lâm lấy làm kinh hãi sờ lên dị quỷ thủ đoạn mệnh mạch, cau mày nói, nó bị hù chết. Diệp Thần ngạc nhiên, bị ta hù chết. Diêu Thu Lâm nói, có thể là, không nghĩ tới. Nàng dùng cấm chế dày đặc, cầm cố lại cái kia dị quỷ, ban đầu cũng cắt đứt đối phương tự sát tự bạo khả năng, liền là nghĩ đến chậm rãi khảo vấn, không nghĩ tới cái kia dị quỷ vừa thấy được Diệp Thần, đúng là lâm vào to lớn kinh khủng trong lúc khiếp sợ, trực tiếp bị hù chết, đây là nàng không có nghĩ tới. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đành phải hướng Diêu Thu Lâm nói, thật có lỗi. Diêu Thu Lâm nói, không sao, chẳng qua là ngoài ý muốn, tất cả mọi người không muốn. Bất quá, này dị quỷ chết rồi, manh mối đã có thể gãy mất. Chỉ thấy cái kia dị quỷ chết đi hậu thân thể liền dần dần hòa tan, hóa thành khói đen tiêu tán. Thương Lôi lão tổ, không biết người có thể hỗ trợ, phái người đi hư không quỷ giới điều tra, ta muốn biết, quỷ tộc cùng đệ nhất hồn tộc. Có phải hay không có cái gì cấu kết? Đáng tiếc ta không thể phân thân, mà lại ta chân lý sẽ cũng không có ngoài định mức nhân thủ, chỉ có thể thỉnh van ngươi. Nghe Diêu Thu Lâm, bá đao Thương Lôi lập tức nhướng mày, nói, hư không quỷ giới hạng gì hung hiểm, thủ hạ ta cũng không có người nào, có thể đi chỗ kia mạo hiểm điều tra. Diêu Thu Lâm nói, Thương Lôi lão tổ, cầu ngươi xuất thủ tương trợ, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi cái này. Nàng móc ra một khỏa màu lam sậm tảng đá, phía trên có từng đạo cổ lão pháp tắc phù văn, tảng đá toàn thể tràn ngập một cỗ mờ mịt khí tức, như từng sợi màu lam sương mù, như mộng như ảo. Đây là Nguyên Thiên Đế đại nhân lưu lại thần vật, gọi Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, Thương Lôi lão tổ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta điều tra rõ ràng sau lưng bí mật, ta liền đem này Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch cho ngươi. Bá đao Thương Lôi nhìn về phía cái kia Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, trong lòng lập tức nhảy một cái. Thấy vật kia bất phàm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn Thương Lôi Sơn bên trong, hoàn toàn chính xác không có người nào, có tư cách mạo hiểm tiến vào hư không quỷ giới. Mà lại tu vi của hắn, đã đến không không thời không cực hạn, là thiên đế đỉnh phong, không có khả năng lại có cơ hội đột phá, coi như cho hắn cầm tới Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, nhiều nhất hóa giải một chút tuế nguyệt mài mòn, tu vi là không thể nào lại tăng tiến. Nếu là hắn đột phá, cái kia chính là bước vào siêu phẩm thiên đế mức độ. Nghĩ đăng lâm này cảnh, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, bá đao Thương Lôi lắc đầu, thở dài, Diêu hộ pháp, ta thật không giúp được ngươi. Diệp Thần nhìn xem cái kia Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, nhưng trong lòng thì mãnh liệt nhảy một cái, hắn theo cái kia Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch bên trên, đúng là mơ hồ bắt được chí cao thiên đạo ý vị. Viên này Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, rất có thể cùng cái kia màu lam khối Rubik có quan hệ. Nói không chừng là màu lam khối Rubik mảnh vụn chế tạo thành, giá trị không thể coi thường. Diệp Thần tâm bên trong có ý, đang muốn mở miệng, lại nghe Thương Lôi Sơn chỗ sâu, truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm, không bằng ta đi như thế nào. Chỉ thấy một cái bạch y nữ tử, khỏa gió mang tuyết, như một đầu băng hoàng phóng lên tận trời, sau đó chậm rãi hàng lâm xuống, đúng là Nhậm Thiên Nữ. Thời khắc này Nhậm Thiên dòng nữ cả người vòng quanh từng đầu ám sắc lôi điện.
này chút lôi điện mang theo u ám quỷ khí sương mù, keng keng rung động, thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Nhưng thiên nữ thân ảnh, tại đây chút quỷ khí lôi điện phụ trợ dưới, lại mảy may không lộ vẻ tà ác, ngược lại bị làm nổi bật lên một vệt cao quý thánh khiết ý vị, làn da càng lộ ra trắng nõn sáng long lanh. Là thiên nữ cô nương. Siêu Thu Lâm nhìn thấy thiên nữ, lập tức kinh hỉ, nàng tự nhiên cũng biết, thiên nữ là không không lúc nào chỉ có tên thiên tài. Thiên nữ tầm mắt cô đọng, nhìn xem Diêu Thu Lâm, nói, Diêu hộ pháp, người nghĩ điều tra hư không quỷ tộc cùng long xào hồn tộc, có phải hay không có âm mưu gì cấu kết, ta giúp người đi điều tra, người nắm nguyên tâm ngộ đạo thạch cho ta, như thế nào? Diêu Thu Lâm nghe được thiên nữ khẳng đáp ứng hơi suy nghĩ một chút, liền vui sướng gật đầu nói, có khả năng, không có vấn đề. Thiên nữ ừ một tiếng, nói, người muốn trước đem đồ vật cho ta, dù sao hư không quỷ giới quá mức hiểm ác. Ta cần nguyên tâm ngộ đạo thạch bảo hộ. Siêu Thu Lâm tính toán một thoáng cuối cùng vẫn là gật đầu nói tốt, thiên nữ, đồ vật ta có thể cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Đem nguyên tâm ngộ đạo thạch giao cho thiên nữ. Thiên nữ mỉm cười, thu xuống dưới, nói, Diêu hộ pháp xin yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Thần lúc đầu cũng nghĩ muốn nguyên tâm ngộ đạo thạch, nhưng kiến thiên nữ nhận, hắn cũng không dễ lại mở miệng. Bá đao thương lôi kiến thiên nữ muốn xuất thủ, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nói thiên nữ, người thần Chu Thiên kiếm rèn đúc hoàn thành. Thiên nữ lộ ra một điểm vẻ bất đắc dĩ, nói còn không có, trước mắt đến cuối cùng một bước, ta đem thần Chu Thiên kiếm kiếm phôi, phong trong hỏa lò uẩn dưỡng, chỉ cần khai lò, thần Chu Thiên kiếm liền có cơ hội ra lò hoàn thành. Nhưng, khai lò nguy hiểm quá lớn, ta không có nắm bắt cam đoan thành công, một khi thất bại. Không chỉ kiếm phôi hóa thành cho tàn, ta cũng muốn chết. Bá đao thương lôi cau mày nói, thiên kiếm chưa thành, vậy ngươi còn chạy đến. Thiên nữ nói, thương lôi lão tổ, ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi truyền ta quỷ đế thiên lôi thể, ta tu luyện hỏa hầu còn chưa đủ, ta đang định đi hư không quỷ giới một chuyến, hấp thu quỷ khí luyện thể, như thế chờ ta thể chất lớn mạnh, ta mới có nắm bắt đi mở lô tôi kiếm. Hiện ở đây, thân thể của ta... còn chấn không được cái kia thần Chu kiếm phôi. Diệp Thần nghe đến đó, nhịn không được hỏi, cái gì quỷ đế thiên lôi thể? Hắn kiến thiên nữ trên thân, từng đầu quỷ khí lôi điện lượn lờ, khí tượng nhìn như hạo đại, nhưng trên thực tế giấu giếm nguy hiểm. Nếu là này chút quỷ khí lôi điện, cắn trả thiên nữ hoặc là bị ác quỷ quấn thân, sống không bằng chết, hoặc là bị lôi điện oanh kích, thân thành cho tẫn. Bá đao thương lôi nói, là ta truyền cho thiên nữ luyện thể chi pháp, này quỷ đế thiên lôi thể, là năm đó đại chủ tể mời ta gia nhập đạo tông thời điểm, truyền cho bí pháp của ta. Muốn tu luyện bí pháp này, cần đồng thời hấp thu thiên lôi tinh khí cùng quỷ đạo nguyên khí, ta thương lôi sơn bên trên không thiếu thiên lôi tinh khí, nhưng thiếu quỷ đạo nguyên khí. Thiên nữ nói, đúng vậy a, ta tu luyện này quỷ đế thiên lôi thể chất là tráng lớn hơn, đúc kiếm cũng dễ dàng rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Rèn đúc thần Chu Thiên kiếm, so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan. Ta phải đi hư không quỷ giới một chuyến, chờ ta hấp thu đến chân chính quỷ đạo nguyên khí, thể chất viên mãn, tất có thể thuận lợi đúc thành thần Chu Thiên kiếm. Nàng ban đầu liền muốn đi hư không quỷ giới, Diêu Thu Lâm nghĩ điều tra bí mật, nàng vừa vặn thuận tay. Diệp Thần nhướng mày, không nghĩ tới thiên nữ cũng muốn đi hư không quỷ giới. Hư không quỷ giới cũng không phải cái gì đất lành. Chỗ kia ác quỷ trải rộng, 10 phần nguy hiểm, liền quỷ đạo tổ sư, đều đặc biệt cảnh cáo Diệp Thần, tại không có bước vào thần đạo cảnh 7 tầng trời trước đó, tuyệt không muốn đi trước. Thiên nữ, này hư không quỷ giới, không phải ngươi nên đi địa phương. Diệp Thần nói, thiên nữ mỉm cười, giống như muốn cố ý cùng Diệp Thần đấu khí, nói, Diệp Thần, ta muốn đi nơi nào, là tự do của ta, ngươi quản được sao? Ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Dừng một chút. Lại hỏi, đúng rồi, người tới thương lôi sơn làm gì? Hỏi ta mượn kiếm. Nàng đại khái cảm giác được, Diệp Thần muốn mượn kiếm ý niệm. Diệp Thần bất đắc dĩ, nói, đúng. Thiên nữ cười nói, đáng tiếc, cái kia thần Chu Thiên kiếm, ta còn không có rèn đúc ra tới, ngươi chờ xem. Mà lại, người muốn hỏi ta mượn kiếm có thể được cho ta một điểm chỗ tốt. Diệp Thần hỏi, người muốn cái gì chỗ tốt? Thiên nữ linh động cười một tiếng. Nói chờ ta đúc kiếm hoàn thành lại nói, không phải nếu là thất bại, ta đây đều phải chết, còn nói gì chỗ tốt. Diệp Thần nói, chớ tự mình rủa chính mình.
Thiên nữ cười nói, ngươi còn thật quan tâm ta. Diệp thần tức giận nói, nếu là ngươi không có năng lực đúc kiếm, nắm thần chu thiên kiếm bản vẽ cho ta, ta tới. Thiên nữ nói, cái này không thể được, chế tạo thần chu thiên kiếm, có thể để cho ta cấp tốc đột phá tu vi, nếu để cho ngươi, ta lại nghĩ đột phá, đã có thể khó khăn. Diệp thần dò xét thiên nữ thân thể liếc mắt, thấy tu vi của nàng, quả nhiên so sánh dĩ vãng, lại đột phá tinh tiến rất nhiều, đã đi đến thiên nguyên cảnh 8 tầng mức độ. Nếu là như thường tu luyện, nàng không có thể đột phá nhanh như vậy. Chỉ có dựa vào rèn đúc thần chu thiên kiếm, tại đúc kiếm bên trong không ngừng thối luyện thể xác tinh thần, mới có thể nhanh như vậy tăng lên. Thiên nữ mỉm cười ngắm nhìn Diệp thần, lại hỏi, người có phải hay không cũng muốn đi hư không quỷ giới? Vậy chúng ta kết người bạn, cùng đi là được. Diệp thần muốn đi hư không quỷ giới cỗ này ý niệm người bình thường là cảm giác không đến, nhưng thiên nữ cùng Diệp thần quan hệ, thực sự quá đặc thù, hai người từng có 10 điểm thân mật tiếp xúc, cho nên Diệp thần tâm tư, thiên nữ có khả năng mơ hồ cảm giác được, như tâm hữu linh tê. Một bên Diêu Thu Lâm nghe, lập tức mừng rỡ, nói kết bạn tốt, kết bạn tốt. Các ngươi cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng nghĩ điều tra hư không quỷ tộc cùng long xào hồn tộc ở giữa cấu kết âm mưu, nếu như chẳng qua là thiên nữ một người đi điều tra, nàng không quá yên tâm, nhưng có Diệp thần kết bạn, sự tình liền 10 phần chắc chín nàng tuyệt đối tin tưởng Diệp thần năng lực cùng vận khí. Dù sao luân hồi chi chủ là người có đại khí vận. Diệp thần có chút im lặng, hắn tới Thương Lôi Sơn, là muốn vấn thiên nữ mượn kiếm, không nghĩ tới thiên nữ đúc kiếm chưa thành, còn muốn đi theo hắn đi hư không quỷ giới. Nhiều một người, liền nhiều một phần nguy hiểm. Người đi với ta hư không quỷ giới, cái kia thần chu thiên kiếm làm sao bây giờ? Diệp thần ngóng nhìn hướng Thương Lôi Sơn chỗ sâu, có thể thấy có một luồng hơi khói lượn lờ bay lên, đó chính là rèn đúc thần chu thiên kiếm hỏa lô, dâng lên hơi nóng. Thiên nữ cười nói, thần chu thiên kiếm kiếm phôi, đã bị ta phong tồn tốt, đang dùng chậm hỏa chậm rãi đốt luyện, người không cần lo lắng. Cũng sẽ không nổ lô, huống chi còn có Thương Lôi lão tổ nhìn xem. Chờ ta quỷ đế thiên lôi thể luyện thành ta trở lại nếm thử khai lò tôi kiếm. Diệp thần con ngươi ngưng tụ, nói, ngươi là dù như thế nào, đều muốn đi hư không quỷ giới. Thiên nữ nói, đúng vậy a, ngươi ghét bỏ ta, lo lắng ta sẽ trở thành vì gánh nặng của ngươi. Vậy chúng ta tách ra đi chính là. Diệp thần nói, không phải. Thiên nữ cười nói, không phải liền cùng đi. Ngươi còn lo lắng ta sẽ ăn ngươi sao? Nói xong, thiên nữ liền khoác lên Diệp thần cánh tay. Diệp thần cảm nhận được một cỗ đã lâu ấm áp cùng mềm mại, không khỏi thần tâm rung động, mơ hồ thấy thiên nữ tâm ý, tựa hồ là có nghĩ bắt đầu sống lại lần nữa ý tứ. Hắn không quá chắc chắn, đầu không hiểu có chút chóng mặt cảm giác. Bá đao thương lôi tằng hắng một cái, nói thiên nữ, có luân hồi chi chủ bồi tiếp ngươi, lần này đi hư không quỷ giới. Ta cũng không lo lắng bên ngoài nguy hiểm. Nhưng ta có thể cảnh cáo ngươi, quỷ đế thiên lôi thể tu luyện tác dụng phụ to lớn, rất dễ dàng bị quỷ khí cắn trả. Nếu là ngươi rơi vào quỷ đạo, đây chính là vạn kiếp bất phục. Thiên nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nói tâm ta như gương sáng, tuyệt sẽ không mê thất. Bá đao thương lôi thở dài một tiếng, hắn biết thiên nữ quyết tâm như bàn thạch, hắn khuyên can cũng là không làm nên chuyện gì. Nhân tiện nói, được a, chính ngươi cẩn thận. Luân hồi chi chủ, xin mời ngươi nhiều quan tâm thiên nữ. Ngươi biết hư không quỷ giới tọa độ sao? Chỗ kia tại một mảnh giới hải bên trong, vô cùng khó tìm. Diệp thần nói, ta biết tiền bối xin yên tâm. Quỷ đạo tổ sư ngay tại luân hồi trong mộ địa, mượn quỷ đạo tổ sư khí tức, Diệp thần có khả năng khóa chặt hư không quỷ giới tọa độ. Bá đao thương lôi mắt sáng lên. Nghĩ thầm, hư không giới hải vô cùng minh mông, này Diệp thần thế mà có thể biết hư không quỷ giới chuẩn xác tọa độ, hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta chờ các ngươi trở về. Diệp thần nói tốt, tiền bối, cáo từ. Thương nghị đã định, Diệp thần liền mang theo thiên nữ, từ biệt bá đao thương lôi cùng Diêu Thu Lâm, rời đi Thương Lôi Sơn, xuất phát đi tới hư không quỷ giới. Thiên nữ không thể đúc thành thần chu thiên kiếm. Cần muốn tiếp tục tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, cường hóa thể chất, mới có đúc kiếm thành công khả năng. Nàng lần này đi hư không quỷ giới, chính là vì hấp thu bản nguyên quỷ khí, lớn mạnh thể phách. Diệp thần tự nhiên là có chút bất đắc dĩ, hắn vốn còn muốn mượn kiếm,
không nghĩ tới thiên nữ còn không có rèn đúc thành công. Hiện tại hắn muốn dẫn lấy thiên nữ đi hư không quỷ giới, thêm một người, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bất quá việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng, chỉ có đối mặt con đường phía trước. Diệp Thần tế ra thiên quang trục nhật hạm, cùng thiên nữ thừa hạm phá không, rất nhanh liền đi vào hư không quỷ giới bên ngoài. Xuất hiện tại hai người trước mặt, là một mảnh mênh mông hải dương, vùng biển này tại hỗn độn trong hư không chìm nổi, hùng vĩ vô cùng. Tại bên trong vùng biển này, một giọt nước liền là một cái thế giới, có triệu tỷ tỷ cái thế giới, tụ lại, hợp thành này mảnh mênh mông biển cả. Cái này là giới hải, do vô số cái thế giới tạo thành hải dương, có thể nói là theo thời đại viễn cổ lưu lại vĩ đại di tích. Giới hải bên trong thế giới, đại bộ phận đã biến thành phế tích, duy nhất duy trì sức sống, còn có hoàn chỉnh pháp tắc trật tự, có thể thai nghén ra thượng thần, thần vương, thiên đế cấp bậc cường giả, chỉ có hư không quỷ giới. Từ quỷ đạo tổ sư ngã xuống về sau, sử thần tộc người, từng một lần nghĩ công diệt quỷ đạo tổ sư lãnh địa, nhưng đối mặt mênh mông giới hải, bọn hắn cũng là bất lực. Bởi vì, giới hải thực sự quá lớn, lớn đến không có giới hạn, bên trong một giọt nước, liền là một cái thế giới, nghĩ tại như vậy lớn giới hải bên trong, tìm tới quỷ giới sở thuộc giọt nước, cái kia so mỏ kim đáy biển còn phải gian nan rất nhiều rất nhiều. Bất quá, quỷ giới bên trong sinh linh, cũng không dám tùy tiện xuất ngoại. Bởi vì, tại quỷ đạo tổ sư ngã xuống về sau, bọn hắn hải đăng liền hủy diệt, không có hải đăng thủ hộ, bọn hắn nếu là tùy tiện rời đi quỷ giới, rất dễ dàng mê thất tại mịt mờ vô biên giới hải bên trong. Cho nên, vạn cổ đến nay, có thể thuận lợi rời đi quỷ giới sinh linh, lác đác không có mấy, có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Người bên ngoài tìm không thấy đường đi vào, bên trong người không dám ra đến. Quỷ giới liền thành không không lúc nào không một nơi đặc thù, đối lập độc lập. Nơi này chính là giới hải sao? Thật sự là lớn đến quá mức a. Thiên nữ nhìn trước mắt giới hải, không khỏi sợ hãi than. Giới hải thực sự quá lớn, một giọt nước liền là một cái thế giới, triệu tỷ tỷ cái thế giới hội tụ thành hải dương, vùng biển này có bao lớn, không cách nào tưởng tượng, pháp tắc đến cỡ nào hỗn loạn, càng không cách nào tưởng tượng. Thiên nữ chỉ thấy, giới hải bên trong kinh đào gió lốc cuồn cuộn, giật mình hồn phách người, nếu là tùy tiện xông vào sợ rằng cũng phải giới hải gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Đây cũng là quỷ giới người, không dám tùy tiện xuất ngoại một trong những nguyên nhân, giới hải gió lốc quá mãnh liệt, bình thường người vô pháp đột phá. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, trước mắt mênh mông giới hải, gió lốc cuồn cuộn, kinh đào trùng thiên, đích thật là vô cùng hùng vĩ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Mộ chủ, cố hương của ta tại đây bên trong, cái phương hướng này. Luân hồi mộ địa bên trong quỷ đạo tổ sư rõ ràng kích động lên, đưa tay chỉ hướng về phía trước. Lãnh địa của hắn, hư không quỷ giới, ngay tại giới hải bên trong. Đó cũng là cố hương của hắn. Tốt, tiền bối, ta mang ngươi trở về. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm câu thông quỷ đạo tổ sư, lại hướng thiên nữ nói, ta chuẩn bị tiến vào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên nữ hít sâu một hơi, nói, đi thôi. Diệp Thần gật gật đầu, liền khu động thiên quang trục nhật hạm, lái vào giới hải bên trong. Cân nhắc đến quỷ đạo tổ sư hậu nhân, khả năng đối với hắn tồn tại hiểu lầm, hắn đem tự thân luân hồi khí tức, hoàn toàn thu lại, thoạt nhìn tựa như cái võ giả bình thường. Làm thuyền lái vào giới hải, một cỗ kinh thiên gió lốc sóng lớn, liền hung mãnh gào thét kéo tới. Diệp Thần thiên quang trục nhật hạm, chính là Phương Chu. Có vững chắc trật tự, tại trong gió lốc vững vàng trước chạy nhanh, giới hải vỗ xuống tới sóng lớn, cũng bị thuyền bản thân vòng phòng hộ ngăn trở. Bất quá, thiên nữ vẫn còn có chút khẩn trương, ngồi xếp bằng, xuất ra Diêu Thu Lâm cho lúc trước nguyên tâm ngộ đạo thạch, nắm trong tay, vận công hộ thể. Này nguyên tâm ngộ đạo thạch, năng lượng dồi dào, có thể giúp người ta ngộ đạo, cũng có thể cung cấp nhất định bảo hộ. Diệp Thần cười cười, hắn cũng không cần gì bảo hộ, hắn hiện tại luân hồi thư đạo cơ đúc thành, chấp trưởng tinh không đạo thư, nội tình vô cùng thâm hậu, bình thường gió lốc không làm gì được hắn. Thiên quang trục nhật hạm vững vàng tại trong gió lốc chạy, dần dần lái vào giới hải chỗ sâu. Đi vào giới hải chỗ sâu, Diệp Thần cảnh sắc trước mắt xuất hiện biến hóa, hắn thấy cũng không là hải dương, bởi vì giọt nước ít, giọt nước giảm bớt làm cho giới hải bày biện ra hỗn độn hư không bản tướng, hắc ám, thâm thúy, rộng lớn bao la, yên tĩnh vô biên. Từng cái thế giới ngâm tựa như chân chính bọt biển,
Tại hỗn độn trong hư không nổi lơ lửng, mỗi một cái bọt biển đều là một cái thế giới, cơ hồ tất cả bọt biển đều không có sinh cơ truyền ra, bởi vì bên trong thế giới đã chết. Thời đại viễn cổ đến bây giờ, thời gian thực sự quá xa xưa, thời đại kia lại khói lửa liên miên, không biết có bao nhiêu thế giới hủy diệt, giới hải bên trong thế giới, chỉ có quỷ giới có thể tồn sống tới ngày nay, thế giới khác cơ hồ hủy diệt hầu như không còn. Diệp Thần Thiên Quang Trục Nhật Hạm, tại giới hải trong hỗn độn đi, giống như một hột cơm, cùng những thế giới kia ngâm so sánh, đều muốn nhỏ bé ngàn tỷ lần, đặt vào giới hải hỗn độn trong bối cảnh, càng là xa vời không thể nghe thấy. Quỷ đạo tổ sư, cố hương của ngươi, thật sự là cuồn cuộn a. Diệp Thần không khỏi tán thưởng. Quỷ đạo tổ sư lắc đầu nói, thời đại viễn cổ, khắp nơi đều là giới hải, cố hương của ta là vắng vẻ chỗ, không tính là gì, hồn thiên đế chỗ chúa tể giới hải, đó mới gọi vô cùng mênh mông. Thôi, không nói cái này, ngươi cẩn thận một chút, đã sắp đến quỷ giới, chung quanh gió lốc ngừng, đại biểu đã tới gần quỷ giới trật tự. Hậu duệ của ta, cùng sở hữu 10 cái chi nhánh, chỉ có hồng trần xốp giòn cùng tư vô tà là thuần huyết, mặt khác toàn bộ là lây dính ô uế dị quỷ, hung tàn cực kỳ. Ta lo lắng ngươi sẽ gặp phải dị quỷ tập kích, dị quỷ hung tàn thành tính, ta nhiều lần giáo hóa, chúng nó cũng không nghe, ai. Quỷ đạo tổ sư nói lên chuyện cũ, vẫn còn có chút cảm khái. Ồ, Diệp Thần cảm thấy kỳ lạ, nguyên lai dị quỷ thậm chí ngay cả quỷ đạo tổ sư đều không thể giáo hóa, vậy xem ra tuyệt không thể khinh thường. Thiên nữ nói, Diệp Thần, gió lốc ngừng. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhìn ra xa hướng về phía trước quá khứ hắc ám hư không, nói quỷ giới nhanh đến. Giới hải bên trong, quỷ giới là trung tâm nhất địa phương, trật tự pháp tắc vững chắc. Tại quỷ giới chung quanh hư không, gió lốc rừng, cũng bày biện ra ổn định khí tượng. Diệp Thần khu động thuyền, tiếp tục tiến lên. Uy, Diệp Thần, ngươi xem đó là cái gì? Đột nhiên, thiên nữ chỉ hướng phương xa, tầm mắt lộ ra một vệt kinh dị chi sắc. Diệp Thần dọc theo thiên nữ chỉ nhìn lại, liền thấy phương xa hỗn độn trong hư không, có một mảnh màu đen thủy triều, đang ào 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 gào thét tới gần. Nhìn kỹ lại, cái kia màu đen thủy triều, lại có thể là một đám tóc. Không sai, cái kia chính là tóc. Từng đầu mái tóc màu đen, lít nha lít nhít, kéo dài nghìn vạn dặm, theo hư không nơi xa gào thét tới, hình thành màu đen thủy triều, quỷ khí hung mãnh, xem bộ dáng là muốn đem Diệp Thần thuyền bao phủ. Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quỷ dị như vậy cảnh tượng, phô thiên tóc đen gào thét tới, từ trong đó tản mát ra tanh hôi ác độc khí tức. Mộ chủ cẩn thận, là dị quỷ, ba búi tóc đen. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư quát to. Cái gì, ba búi tóc đen, hình. Diệp Thần ngẩn người. Hậu duệ của ta, bên ngoài xưng là thập đại quỷ duệ. Tại đây thập đại quỷ duệ bên trong ngoại trừ tư vô tà cùng hồng trần xốp giòn là thuần huyết bên ngoài. Mặt khác tám duệ, ác mộng, trống trơn, lúc chi trùng, thủy hầu tử, ba búi tóc đen, phong tà cười, viêm ma, tiêu, toàn bộ là dị quỷ, đều bị quỷ dị ăn mòn, khó mà giáo hóa. Quỷ đạo tổ sư nói. Tư vô tà, hồng trần xốp giòn, lúc chi trùng, ba búi tóc đen. Tiền bối, người hậu duệ tên, thật đúng là có chút đặc biệt. Diệp Thần thầm nói, tên không trọng yếu, chúng nó đến rồi, mộ chủ, quỷ đạo tổ sư hét lớn. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, liền thấy cái kia từng đầu mái tóc màu đen, phô thiên cái địa, đúng là xuyên thấu thiên quang trục nhật hạm thủ hộ, hung hãn vô cùng hướng Diệp Thần cùng thiên nữ ám sát tới. Băng hoàng phi kiếm chém. Thiên nữ thần sắc ngưng trọng, rút ra băng hoàng thiên kiếm, huy kiếm chém về phía những tóc kia. Băng hoàng thiên kiếm tản mát ra lạnh lẽo hào quang, mũi kiếm xẹt qua không khí mang theo một đạo kiếm quang như băng hỏa bùng cháy. Kiếm quang cùng những cái kia hung hãn mái tóc màu đen tương giao, phát ra chói tai tiếng xé rách. Kiếm quang những nơi đi qua, mái tóc màu đen dồn dập bị chém nứt, nhưng chúng nó tựa hồ không có ngừng bước chi ý, vẫn không ngừng hướng Diệp Thần cùng thiên nữ đánh tới. Thiên nữ nhíu mày, nàng biết này chút tóc cũng vật không tầm thường, chỉ sợ là một loại nào đó tà ác lực lượng sản phẩm. Suy suy, mái tóc màu đen bị chém đứt, phát ra khói đen hôi thối, gãy mất tóc rất nhanh lại lần nữa mọc ra, như từng đầu độc xà quấn về thiên nữ. Đáng chết, thiên nữ đành phải huy kiếm hộ thể, tay trái nắm nguyên tâm ngộ đạo thạch, mượn khối này thần thạch bảo hộ, mới miễn cưỡng ngăn trở mái tóc màu đen tập kích cùng quấn quanh.
Diệp Thần tâm bên trong cũng là ngưng trọng, vô ý thức muốn động dùng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, nhưng lo lắng bại lộ thân phận của luân hồi, lại nhịn xuống. Cửu tiêu phi vũ kiếm, phá cho ta. Diệp Thần nhất thanh thanh hát, tiện tay rút ra một thanh phổ thông kiếm sắt, thi triển ra cửu tiêu phi vũ kiếm, thân kiếm bên trên lập lòe tinh quang, tựa như đen kịt một màu trong bầu trời đêm đầy sao, mũi kiếm tản mát ra vô biên phong mang. Diệp Thần trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm mang như lông vũ bay lượn mà ra, vạch phá không khí, cấp tốc tới gần những cái kia mái tóc màu đen. Kiếm mang cùng mái tóc màu đen tương giao phát ra bén nhọn tiếng xé rách. Mỗi một đạo kiếm mang đều mang tinh thần lực lượng, dễ dàng đem mái tóc màu đen chặt đứt. Nhưng mà, mái tóc màu đen cũng không có bị đánh tan, chúng nó dùng tốc độ cực nhanh lần nữa tụ tập lại, phảng phất có một loại nào đó bản thân khôi phục năng lực. Rát rát! Diệp Thần nghe được trong bóng tối, truyền đến bén nhọn tiếng cười. Hắn thấy ở phía xa, có vài đầu dị hình quái vật, xem bộ dáng là mấy con nữ quỷ, toàn thân trơn bóng, thân thể vặn vẹo thấp bé quái dị, vô số tóc đen theo bọn nó trên đầu dọc theo người ra ngoài, tràng diện khá là quái dị khủng bố. Này chút nữ quỷ, rõ ràng liền là quỷ đạo tổ sư nói tới dị quỷ, ba búi tóc đen. Mấy con nữ quỷ khí tức tương liên, hình thành một cỗ hắc ám vòng xoáy, năng lượng vô cùng hùng hồn. Yêu ma quỷ quái, một kiếm phá chi. Diệp Thần tầm mắt như điện, cầm kiếm đột tiến, xuyên qua tại mái tóc màu đen ở giữa. Khi hắn tới gần cái kia mấy con nữ quỷ, một cỗ cường đại hắc ám khí tức truyền đến, Diệp Thần lập tức thấy một hồi áp bách, nhưng hắn cũng không hoảng. Điều động tinh không đạo thư năng lượng, hội tụ đến trường kiếm trong tay. Xuy, trường kiếm ra, hóa thành một đường to lớn kiếm quang, giống như là một tia chớp đâm ra. Kiếm quang những nơi đi qua, hắc ám năng lượng bị xé nứt, mái tóc màu đen cũng tại trong kiếm quang dồn dập phá toái. Tại tinh không đạo thư ra chỉ dưới, Diệp Thần kiếm như tinh thần, kiếm ý cảnh giới như tinh không cuồn cuộn, kiếm quang bay lượn ở giữa, cái kia mấy con nữ quỷ, a a kêu thảm. Dồn dập bị chém giết, phô thiên mái tóc màu đen khô héo thành cho tàn. Nhưng vẫn là có một đầu nữ quỷ, may mắn tránh thoát Diệp Thần kiếm quang, cấp tốc ra bên ngoài bay trốn đi. Diệp Thần đang muốn truy sát, chợt thấy một vệt huyết mang, từ đằng xa bay vụt tới, như bay kiếm, nương theo lấy hét lớn một tiếng, huyết quỷ sát kiếm đạo. Cái kia huyết mang tựa như kiếm khí, xỏ xuyên qua nữ quỷ, đem cái kia nữ quỷ đánh giết. Chỉ thấy mấy bóng người. Đạp lên quỷ khí lượn lờ phi kiếm, từ phương xa bay tới, bọn hắn bề ngoài cùng người không khác, nhưng trên trán mọc ra hai cây sừng sắc nhọn, thần sắc trang nghiêm, đôi mắt mang theo hung hãn cảnh giác chi ý, đánh giá Diệp Thần cùng thiên nữ. Là tư vô tà nhất mạch quỷ tộc, bọn hắn là thuần huyết quỷ duệ, có thể câu thông. Mặt khác nhất mạch thuần huyết quỷ duệ hồng trần xốp giòn, chỉ có nữ tử, không có nam tử tồn tại. Quỷ đạo tổ sư âm thầm nói với Diệp Thần. Hắn phi thường khẳng định, Diệp Thần trước mắt mấy bóng người, đều là quỷ tộc người, bởi vì trên trán có hai cây sừng sắc nhọn, đây là quỷ tộc biểu tượng, mà lại mấy người kia đều là thuần huyết. Thuần huyết quỷ duệ ngoại trừ một đôi sừng bên ngoài, địa phương khác cùng người không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều có gần như hoàn mỹ thân thể trật tự. Người thân thể là toàn bộ sinh linh bên trong, hoàn mỹ nhất tồn tại, trật tự tối vi kiên cố, thân thể cũng tối vi linh xảo, tâm tư nhất nhanh nhẹn, có đại trí tuệ. Đề cử một bản bằng hữu sách, đi săn tiên ma, có rảnh có thể đi nhìn một chút a. Diệp Thần nghe được là thuần huyết quỷ duệ, cảm thấy hơi định, chỉ cần không phải dị quỷ liền tốt. Uy, các ngươi là ai? Chỉ thấy cái kia mấy bóng người, đôi mắt đều mang cảnh giác chi ý, đánh giá Diệp Thần cùng thiên nữ hai người, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Thần cùng thiên nữ, khí tức rất đặc thù, cũng không là giới hải bên trong người. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh. Chắp tay một cái nói, chúng ta là từ bên ngoài tới, mới tới quý địa, gặp qua chư vị bằng hữu. Bên ngoài tới, mấy cái kia quỷ tộc người, lông mày lập tức nhăn lại, một người cầm đầu thanh niên hỏi. Các ngươi là làm sao xuyên việt giới hải gió lốc tới? Dựa vào chiếc thuyền này. Hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần cùng thiên nữ dưới chân thuyền, lộ ra một tia kinh dị, bởi vì chỉ cần con mắt không mù, đều có thể nhìn ra thiên quang trục nhật hạm bất phàm. Đây chính là đã từng trên trời sao Phương Chu. Diệp Thần cân nhắc một chút ngôn từ, nói, đúng, ta gọi. Trần Dạ, chúng ta không có ác ý. Cầm đầu người thanh niên kia, nhìn thẳng Diệp Thần đồng tử, sau đó gật đầu nói, các ngươi xác thực không có ác ý.
Hắn biểu lộ cũng đi theo trầm tĩnh lại, cái kia các ngươi hai cái người xứ khác tới ta quỷ giới làm gì? Thiên nữ nhịn không được nói hắn không có ác ý, ngươi liền thật tin a. Người thanh niên kia ấm áp cười một tiếng, nói chúng ta là thuần huyết quỷ duệ, thuộc tư vô tà nhất mạch, thiên sinh niệm tư vô tà đạo tâm tinh khiết như lưu ly, không điếm tỉ vết, cũng có thể cảm giác tâm tư của người khác, nếu như các ngươi thật có ác ý lời, không thể gạt được con mắt của ta. Liền là không biết các ngươi tới nơi này, đến cùng có tính toán gì. Diệp thần trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai tư vô tà, liền là niệm tư vô tà, đạo tâm tinh khiết y tứ. Có được này loại tư vô tà đạo tâm, vậy tu luyện quỷ đạo công pháp, nhất định là thế như trẻ tre làm ít công to, không có bị cắn trả nguy hiểm. Quỷ đạo một đường, tà ác xâm nghiêm, bình thường người tu luyện, rất dễ dàng có sa đọa ma chướng nguy hiểm. Tỷ như bá đao thương lôi liền đã cảnh cáo thiên nữ, nàng cưỡng ép muốn hấp thu bản nguyên quỷ khí, tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, liền có sa đọa quỷ đạo nguy hiểm. Nhưng tư vô tà nhất mạch, liền sẽ không có loại nguy hiểm này. Huyết mạch của bọn hắn, thiên sinh đã định trước thích hợp tu luyện quỷ đạo, đạo tâm tinh khiết, không dính vào tà ác. Chúng ta tính là quỷ đạo tán tu, ta vị bằng hữu này nhậm thiên nữ, nàng muốn hút thu bản nguyên quỷ khí cho nên ta nghĩ theo nàng tới này bên trong thử thời vận. Diệp thần nói, hắn không có bại lộ chính mình muốn tìm viêm thiên đế đầu cùng thôn hồn quỷ châu ý nghĩ, chỉ nói là tâm hướng tu luyện, hắn cũng xác thực không có ác ý, chỉ là muốn tầm bảo, cũng không phải là muốn gây bất lợi cho quỷ tộc. Nguyên lai là quỷ đạo tán tu sao? Ta gọi Lê Chiếu Tân, là u quỷ môn đệ tử. Người thanh niên kia tự báo danh hiệu, gọi Lê Chiếu Tân, hắn nhẹ nhàng cau mày, các người muốn hút thu bản nguyên quỷ khí tu luyện, vậy cũng không quá dễ dàng, bởi vì tại ta quỷ giới bên trong, hết thảy quỷ khí tràn đầy chỗ, đều là có chủ, các phương cường giả cắt cứ, dưới tình huống bình thường, sẽ không hướng người ngoài cởi mở. Diệp thần nói, phải không? Thiên nữ nói, ta có thể cho các ngươi một chút nguyên ngọc làm thù lao. Lê Chiếu Tân lắc đầu, rõ ràng đối nguyên ngọc không có hứng thú gì, ánh mắt của hắn nhìn thiên quang trục nhật hạp, rõ ràng bị hấp dẫn, nói ta không muốn nguyên ngọc, ngô. Nếu như các ngươi có thể đem chiếc phi thuyền này chế tạo bản vẽ cho ta, ta có lẽ có thể mang các ngươi đi loạn hồn quỷ hải, đó là ta u quỷ môn lãnh địa, là một chỗ quỷ khí hội tụ chỗ, hết sức thích hợp tu luyện. Nghe được Lê Chiếu Tân mong muốn thiên quang trục nhật hạm bản vẽ, Diệp thần cùng thiên nữ đều có chút ngoài ý muốn. Này bản vẽ nha! Diệp thần suy nghĩ một chút, liền tế ra một cuốn quyển trục, ném cho Lê Chiếu Tân, bản vẽ tại đây bên trong, nhưng chế tạo vô cùng phức tạp, cần thiết tài nguyên phong phú. Thiên quang trục nhật hạm bản vẽ, cũng là không tính là gì bí mật, giao cho Lê Chiếu Tân cũng không sao. Diệp thần có khả năng khẳng định. Lê Chiếu Tân nghĩ muốn rèn đúc thiên quang trục nhật hạm, cơ hồ không có khả năng, bởi vì trình tự quá phức tạp đi, cần thiết tài nguyên cũng rất nhiều. Diệp thần nắm giữ lấy đạo tông đúc binh thuật, tự thân luyện khí thủ đoạn cường hãn, lại thêm có được cửu thiên thần tàng, mới miễn cưỡng chế tạo ra đến, hơn nữa còn không phải hoàn chỉnh thể. Người bình thường muốn tạo loại cấp bậc này thuyền, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lê Chiếu Tân thấy Diệp thần chịu đưa ra bản vẽ, lập tức kinh hỉ. Cuống quýt đem quyển trục tiếp nhận. Nhưng khi hắn thấy trên quyển trục chế tạo chi pháp, nét mặt của hắn liền đọng lại. Hắn đi theo mấy cái đồng môn đệ tử, thăm dò tới quan sát, khi bọn hắn thấy rõ thiên quang trục nhật hạm chế tạo bản vẽ, bọn hắn cũng chấn kinh. Thật phức tạp bản vẽ. Đây là cái gì phi thuyền? Là đỉnh cấp pháp bảo đi. Quang minh hội tụ, thiên quang trục nhật, thật hung hung hãn khí thế, khó trách có thể vượt qua giới hải gió lốc. Muốn tạo này loại phi thuyền, thật không biết cần bao nhiêu tài nguyên a. Từng đợt kinh ngạc thán phục thanh âm vang lên. Lê Chiếu Tân một hồi cười khổ, đem quyển trục thu hồi, nói, xem ra chiếc này thuyền chế tạo, so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan rất nhiều, ta phải đem bản đồ giấy hiện lên cho trưởng môn nhìn một chút. Trần Dạ huynh, nơi này có một điểm quỷ nguyên thạch, ẩn chứa tinh thuần quỷ đạo nguyên khí, các ngươi cầm trước. Chờ ta báo cáo trưởng môn về sau. Lại mang các ngươi đi loạn hồn quỷ hải tu luyện. Lê Chiếu Tân thu Diệp thần bản vẽ, cũng không nuốt lời, xuất ra một cái túi đựng đồ, ném cho Diệp thần. Diệp thần tiếp đi tới nhìn một chút, trong túi chữ vật chứa một chút ám hắc sắc tinh thạch, sương mù xâm xâm, lượn lờ lấy quỷ khí. Này chút tinh thạch gọi quỷ nguyên thạch, Diệp thần quét nhìn liếc mắt, cũng là cảm nhận được một cỗ đầy đủ nồng đậm quỷ đạo linh khí. Cầm lấy đi.
Diệp thần đem túi chữ vật ném cho thiên nữ. Thiên nữ cũng là không chút khách khí tiếp nhận, cười nói tạ ơn á. Lê Chiếu Tân tò mò dò xét Diệp thần cùng thiên nữ liếc mắt, luôn cảm giác quan hệ của hai người có chút cổ quái, hắn lấy lại bình tĩnh, nói Trần Dạ huynh, vậy bây giờ ta trước mang các ngươi, đi ta U Quỷ Môn phụ cận một chỗ doanh địa, chúng ta gần nhất phụng quỷ trụ thánh địa mệnh lệnh, đang ở tu kiến tinh khung đường sắt, kỳ hạn công trình còn có 2 ngày kết thúc, đến lúc đó ta lại mang các ngươi về Sơn Môn. Diệp thần sững sờ, nói tinh khung đường sắt, đó là cái gì? Lê Chiếu Tân cười một tiếng, nói, người đi theo ta liền biết. Hắn mang theo mấy cái đồng môn, rơi xuống Diệp thần trên phi thuyền, không ngại ta ngồi ngươi thuyền a. Diệp thần nói, không sao. Ngay sau đó, do Lê Chiếu Tân chỉ đường, Diệp Câu Thần khu động thiên quang trục nhật hạp, như một đạo truy đuổi liệt nhật thiên quang, cấp tốc hướng phía trước biểu đi. Không cần lâu nay, Diệp thần tại hắc ám hỗn độn hư không bên trong, thấy được tinh quang. Trước mắt hắn có ngôi sao xuất hiện, mà lại tinh thần càng ngày càng nhiều, nhật nguyệt cũng xuất hiện, tuân theo lấy mỹ diệu quý tích tại vận chuyển, điều này đại biểu lấy chung quanh trật tự, đã 10 điểm vững chắc, sinh sôi ra quần tinh, không có gió lốc cùng ác quỷ tồn tại. Tại phiến tinh không này bên trong, Diệp thần thấy được một màn kỳ quan. Chỉ thấy một đầu thiên lộ, theo tinh không phần cuối kéo dài tới. Đầu này thiên lộ tựa như một đầu ngân hà lộng lẫy, lóng lánh vô số ngôi sao hào quang. Rất nhiều tinh thần tản mát ra thanh lạnh ánh sáng mang, giống như là trên bầu trời khói lửa nở rộ, đem trọn cái thiên lộ thắp sáng. Thiên lộ vô cùng thẳng tắp, hai bên là tinh không cảnh sắc tráng lệ, tinh vân lượn lờ, tinh bầy lấp lánh. Thiên lộ bên trên có thật nhiều kỳ lạ cảnh tượng, có địa phương, tinh thần sắp hàng thành hoa lệ đồ án, như là vũ trụ tác phẩm nghệ thuật, có địa phương, tinh thần giống như là âm phù một dạng, tản mát tại thiên lộ bên trên, hợp thành một bài vũ trụ chi ca. Còn có địa phương, trên bầu trời phiêu đáng hoa mỹ cầu vồng trùng sáng, như trong tiên cảnh kỳ tích. Đây là... Diệp thần con mắt trừng lớn, lập tức bị đầu này thiên lộ hấp dẫn. Thiên lộ phía trên, có phồn hoa người ở, linh thú lôi kéo hoa lệ xe đuổi tại xuyên qua, hai bên là từng cái náo nhiệt sạp hàng. Tại u ám thâm thúy vũ trụ tinh không phía trên, đầu này thiên lộ hiện ra một cỗ phồn vinh. Lê Chiếu Tân cười nói, cái này là tinh khung đường sắt. Là quỷ trụ thánh địa chúa tể tử Mỹ U Cơ Đại Nhân, cùng Hồng Trần Động Thiên Hồng Loan Quỷ Phi, hợp lại cấu tạo một đầu thiên lộ, theo quỷ giới xuất phát, một mực kéo dài đi bên ngoài. Tinh khung đường sắt tu rất nhiều kỷ nguyên, cho tới hôm nay chỉ xây một nửa, nếu là đầu này thiên lộ tu thành, vậy chúng ta quỷ tộc con dân, là có thể nhảy vọt giới hải gió lốc, đi thế giới bên ngoài. Giới hải mặc dù lớn, nhưng tài nguyên còn chưa đủ, các phương cường giả chém giết tranh đấu đến rất lợi hại. Một mực nội đấu cũng không phải biện pháp, chỉ có sửa đường đi tới bên ngoài, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Quỷ giới, chẳng qua là này mảnh giới hải bên trong thế giới một trong, nơi này còn có triệu tỷ tỷ cái thế giới, nhưng cũng tiếc phần lớn thế giới, đều đã biến thành phế tích, cung cấp không có bao nhiêu tài nguyên. Quỷ giới sinh linh không ngừng sinh sôi, mà sinh tồn tài nguyên lại là có hạn, vì tộc quần sinh tồn, bọn hắn nhất định phải đi bên ngoài thăm dò. Đầu này thiên lộ. Tinh khung đường sắt, liền là quỷ giới xuyên qua giới hải gió lốc, đi bên ngoài thăm dò lối đi. Diệp thần nhìn xem đầu này thẳng tắp tinh khung đường sắt, phát ngang tại đen kịt trong vũ trụ sao trời, cảm nhận được một cỗ rung động. Thiên nữ cũng là có chút rung động, lại nhìn không được hỏi, giới hải lớn như vậy, muốn tu đường đi bên ngoài, đến hao phí nhiều ít tài nguyên a. Vạn một thất bại hoặc là được không bù mất. Không hề nghi ngờ này tinh khung đường sắt, là thiên đại công trình. Muốn chân chính xây thành, cần thiết hao phí nhân lực vật lực, tuyệt đối là một cái kinh khủng con số thiên văn. Lê Chiếu Tân cười khổ một tiếng, nói ta không biết, đây là tử Mỹ U Cơ Đại Nhân an bài, nàng là quỷ trụ thánh địa chúa tể, cũng là ta quỷ giới tam đại thiên đế một trong, ta U Quỷ Môn chẳng qua là quỷ trụ thánh địa phụ thuộc một cái tiểu môn phái, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Bất quá sự do người làm, vì quỷ tộc lâu dài hơn sinh tồn. Tinh khung đường sắt nhất định phải tu bằng không cả một đời bị nhốt tại giới hải, cũng không phải biện pháp. Diệp thần nói, nhân định thắng thiên, mong ước các ngươi có thể sớm ngày tu thành đầu này thiên lộ. Lê Chiếu Tân mừng rỡ, nói, đa tạ Trần Dạ huynh. Chỉ tinh khung đường sắt bên trên một chỗ doanh địa, ừ, kia chính là ta U Quỷ Môn doanh địa, sư huynh của ta sư tỷ bọn hắn đang bận việc, chúng ta đi qua đi. Diệp thần gật gật đầu.
Lúc này khu động thiên quang trục nhật hạm, hạ xuống tinh khung đường sắt bên trên một chỗ doanh địa. Chỗ này doanh địa ngay tại tinh khung đường sắt phần cuối, thật nhiều ngoại hình như hầu tử, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, mỏ nhọn lợi quai hàm tiểu quỷ, đang bận rộn lấy kiến tạo thiên lộ. Chúng nó mang theo xiềng xích, tại một đám thuần huyết quỷ duệ roi ra xua đuổi dưới, vận chuyển lấy khoáng thạch chế tạo thiên lộ. Đầu này tinh khung thiên lộ, liền một chút kéo dài, những cái kia như hầu tử tiểu quỷ, máu tươi của bọn nó rắc vào thiên lộ bên trên, không ít tiểu quỷ bởi vì vượt quá giới hạn khổ nhàn trực tiếp mệt chết bị ném tới hoang vu trong tinh hà đi. Này chút hầu tử là dị quỷ, gọi thủy hầu tử, thích hợp nhất lấy ra làm kiến tạo tinh khung đường sắt khổ công. Lê Chiếu Tân chỉ những con khỉ kia, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Quỷ giới thập đại quỷ duệ, hai chi thuần huyết, còn lại tám chi đều là dị quỷ, bị quỷ dị khí tức ô nhiễm, khó mà giáo hóa, thủy hầu tử cùng Diệp Thần trước đây đụng phải ba búi tóc đen, còn có chân lý sẽ diêu thu lâm bắt được tiêu, đều là dị quỷ. Tại Lê Chiếu Tân dẫn đầu dưới, Diệp Thần cùng thiên nữ đi tới trong doanh địa. Trong doanh địa chỉ có hai loại người, ngoại trừ u quỷ môn thuần huyết quỷ duệ bên ngoài, hắn toàn bộ là thủy hầu tử khổ công. Lê Chiếu Tân môn phái quỷ duệ đệ tử, chủ yếu là phụ trách thiết kế công tác cùng giám sát, kiến trúc tinh khung đường sắt khổ sai sự tình, toàn bộ là thủy hầu tử đang làm. Đỗ sư huynh, chúng ta trở về. Lê Chiếu Tân hào hứng hướng về một cái huyết bào nam tử chào hỏi, nam tử kia đang cầm roi quật thủy hầu tử, nhìn thấy Lê Chiếu Tân đoàn người trở về, nói. Trở về a, lại gặp được Diệp Thần cùng thiên nữ hai người, nhíu nhíu mày, hai vị này là. Lê Chiếu Tân giới thiệu nói, bọn hắn là sứ khác quỷ đạo tán tu, nghĩ đến nơi này tu luyện, vị này là Trần Dạ huynh, vị này là Nhậm thiên nữ cô nương, phi thuyền của bọn hắn có thể rất lợi hại, có thể xuyên qua giới hải gió lốc, đây là phi thuyền bản vẽ. Lê Chiếu Tân đem Diệp Thần vừa mới cho bản vẽ của hắn, giao cho vị kia Đỗ sư huynh. Đỗ sư huynh thấy bản vẽ về sau, vẻ mặt lập tức biến hóa, con mắt lóe sáng lên, lại nhìn một chút Diệp Thần vừa mới hạ xuống tới thuyền. Tầm mắt lấp lóe không yên. Lê Chiếu Tân đạo, Đỗ sư huynh, mới vừa bắt được dị quỷ khí thức, là mấy con tóc xanh quỷ bà, không phải thủy hầu tử, ai, xem ra chúng ta muốn bắt thủy hầu tử làm khổ công, cũng không quá dễ dàng a. Lại hướng Diệp Thần cùng thiên nữ giới thiệu nói, Trần Dạ huynh, thiên nữ cô nương, đây là ta Đỗ sư huynh, là ta u quỷ môn thủ tịch đệ tử. Diệp Thần ôm quyền, hạnh ngộ. Cái kia Đỗ sư huynh gật gật đầu. Cũng ôm quyền nói, tại hạ Đỗ Thiên Phong, gặp qua bằng hữu. Thiên nữ lại không chào hỏi, mà là nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thần ống tay áo, ánh mắt ra hiệu một cái phương hướng. Diệp Thần có chút kỳ quái, lần theo thiên nữ ra hiệu phương hướng nhìn lại, lập tức âm thầm lấy làm kinh hãi, chỉ thấy u quỷ môn dùng tới chế tạo tinh khung đường sắt tài liệu bên trong, ngoại trừ khoáng thạch bên ngoài, lại vẫn trộn lẫn lấy một chút thi thể cùng bạch cốt. Đại khái là cảm thấy được Diệp Thần tầm mắt. Đỗ Thiên Phong cười cười, nói Trần Dạ huynh không cần lúng túng, đó là viêm ma dị quỷ thi thể, ta quỷ giới có tam đại thế lực, chính là quỷ trụ thánh địa, hồng trần động thiên, viêm ma thần điện, trong đó viêm ma thần điện là dị quỷ tà phái, bọn hắn làm nhiều việc ác, cùng ta quỷ trụ thánh địa huyền môn chính phái có nhiều tranh đấu, chết không có gì đáng tiếc. Thi thể của bọn hắn, là chế tạo tinh khung đường sắt tuyệt tài liệu tốt, tự nhiên là không thể lãng phí. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, Đỗ Thiên Phong nói tới viêm ma thần điện, rất có thể cùng viêm thiên đế đầu có quan hệ. Bất quá, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, trong lòng tính toán chờ chân chính đi đến quỷ giới về sau, liền có thể nhìn rõ thiên cơ, suy tính đến viêm thiên đế đầu thậm chí là thôn hồn quỷ châu tồn tại. Hiện tại Diệp Thần tại tinh khung đường sắt bên trên, còn không có chân chính đi đến quỷ giới. Đỗ Thiên Phong cười nói, Trần Dạ huynh có thể nghỉ ngơi trước một đêm. Chờ hai ngày nữa ta mang ngươi về Sơn Môn, ngươi hào phóng như vậy, chịu dâng lên chân quý như thế phi thuyền chế tạo bản vẽ, ta u quỷ môn cũng không thể đối đãi lạnh nhạt khách nhân. Ta u quỷ môn loạn hồn quỷ hải, các ngươi có khả năng tùy ý hưởng dụng, đối các ngươi tu luyện nhất định là rất có tăng thêm. Diệp Thần nói, đa tạ. Thiên nữ cũng cười nói, tạ ơn á. Nàng lần này tới quỷ giới đang là muốn hấp thu bản nguyên quỷ khí, tu luyện lớn mạnh quỷ đế thiên lôi thể. Đỗ Thiên Phong lại phân phó, nói, đêm nay cẩn thận viêm ma thần điện đánh lén, bọn hắn gần nhất nói cái gì tiên đoán con trai xuất hiện, viêm thiên đế truyền nhân sẽ buông xuống,
mang cho bọn hắn cứu rỗi, khắp nơi gây sóng gió. Ha ha, cái gì tiên đoán con trai, cái gì cứu rỗi, thật sự là chê cười, đám này dị quỷ thật sự là chưa từ bỏ ý định, một đám người xứ khác còn muốn thống trị ta quỷ giới. Ngữ khí xâm nghiêm cực điểm. Lê Chiếu Tân chờ rất nhiều u quỷ môn đệ tử đáp, đúng, Đỗ sư huynh, chúng ta nhất định làm tốt phòng bị. Đỗ Thiên Phong ừ một tiếng, nói, đừng để bọn hắn phá hư tinh khung đường sắt là được, chúng ta kỳ hạn công trình còn có 2 ngày liền có thể kết thúc, tuyệt đối đừng tại lúc này về sau gây ra rủi ro, bằng không tử mị u cơ đại nhân trách tội đại nhân, cái kia nhưng ăn không tiêu. Chúng đệ tử nói, đúng. Diệp Thần nghe được Đỗ Thiên Phong vừa mới, không khỏi trong lòng run lên. Đêm đó, Diệp Thần cùng thiên nữ tại trong doanh địa một căn phòng bên trong cùng túc. Kỳ thật trong tinh không mịt mờ, là không có ban ngày đêm tối khái niệm, trắng cùng đêm thời gian khái niệm, là lòng người trật tự. Thiên nữ nằm ở trên giường, Diệp Thần thì trên sàn nhà ngồi xếp bằng. Uy, vừa mới kia cái gì Đỗ Thiên Phong nói, tiên đoán con trai cái gì, tựa hồ liền là ngươi a. Kia cái gì viêm ma thần điện, người bọn họ muốn tìm liền là ngươi a. Thiên nữ tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, mơ hồ thấy Diệp Thần cùng cái kia viêm ma thần điện, tựa hồ có cực sâu sâu xa. Cái kia viêm ma thần điện, hẳn là viêm thiên đế hậu nhân thành lập thế lực a. Có thể là viêm ma thần điện, không là một đám viêm ma dị quỷ thành lập sao? Thật sự là kỳ quái. Thiên nữ không rõ ràng cho lắm, có thật nhiều không nghĩ ra địa phương, đáng tiếc nàng cũng không tiện hỏi nhiều, mà bây giờ lại không chân chính đi đến quỷ giới. Coi như nghĩ chính mình suy tính, thiên cơ manh mối cũng không đủ. Diệp Thần khoanh chân ngồi, duy trì bình ổn hô hấp tiết tấu. Gặp chuyện không thể loạn, chỉ có trầm ổn tâm tư, phương có thể giải quyết. Hắn cũng mơ hồ thấy, viêm ma thần điện nói cái gì tiên đoán con trai, rất có thể liền là hắn. Tại Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân trong miệng, viêm ma thần điện là tà ác thế lực, nếu như cái thế lực này, là viêm thiên đế hậu nhân kiến tạo. Như vậy là thế nào sẽ biến thành tà ác? Trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng nghĩ không thông, hắn duy trì tâm cảnh bình tĩnh, dùng đối phó bất trắc. Mặc kệ cái gì tiên đoán con trai yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Diệp Thần nhìn thiên nữ một cái nói. Được rồi, mặc kệ ngươi. Thiên nữ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đêm nay, bên ngoài bầu không khí vô cùng gấp gáp, Lê Chiếu Tân chờ u quỷ môn đệ tử, tại thay phiên tuần tra. Đề phòng viêm ma thần điện đột kích. Bất quá, một đêm đi qua, cũng không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, càng không kẻ địch kéo tới. Tới ngày thứ hai, Diệp Thần tỉnh lại, thấy hết thảy gió êm sóng lặng, tinh khung đường sắt lại đi trước kiến tạo dọc theo một chút, nhưng lộ trình không hề dài. Tu kiến đầu này thiên lộ, cần cực kỳ thời gian dài rằng giặc, một cái kỷ nguyên tiếp lấy một cái kỷ nguyên, coi như trên trời ngôi sao đã chết đi, đầu này thiên lộ cũng muốn tiếp tục tu kiến xuống. Mãi đến thông hướng ngoại giới một khắc này. Trần Dạ huynh, thiên nữ cô nương, các ngươi tỉnh, tối hôm qua nghỉ ngơi đến có tốt không? Lê Chiếu Tân thấy hai người tỉnh, liền hào hứng chào hỏi hỏi. Còn tốt. Diệp Thần cười cười đáp lại nói. Lê Chiếu Tân thở dài một hơi, nói, may mắn viêm ma thần điện không có tới gây sóng gió, chỉ cần qua một ngày nữa, chúng ta liền có thể trở về. Diệp Thần ừ một tiếng, còn có cuối cùng một đêm. Hắn luôn cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Đến ban đêm Diệp Thần cùng thiên nữ vẫn là tại doanh địa trong phòng nghỉ ngơi, hai người tướng liếc mắt một cái, đồng đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Bởi vì, thiên cơ khí tức tản mát ra một cỗ hung hiểm ý vị, phảng phất biểu thị đêm nay sẽ có việc lớn phát sinh. Đêm nay có thể sẽ xảy ra chuyện, nếu là viêm ma thần điện người tới tìm ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Thiên nữ nhìn xem Diệp Thần, hỏi. Nhìn kỹ hãng nói. Diệp Thần lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Bên ngoài Đỗ Thiên Phong, Lê Chiếu Tân chờ u quỷ môn đệ tử, cũng đang gia tăng tuần tra, bọn hắn tựa hồ cũng cảm ứng được đêm nay có thể sẽ có bất trắc, đi phụ cận chiêu mộ một chút dòng binh tăng cường phòng thủ, lại sơ tán rồi tại phụ cận bầy quầy bán hàng chuyển động những người bình thường. Doanh địa phụ cận thiên lộ, liền trở nên quạnh quẽ xuống tới, trong đêm chỉ có thủy hầu tử nhóm vận chuyển khoáng thạch, kiến tạo tinh khung đường sắt thanh âm. Cỗ này an tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, đen kịt thâm thúy sâu trong tinh không, loáng thoáng, truyền đến một hồi tiếng ngâm sướng còn có hỏa quang từ tinh không phần cuối lượn lờ bùng cháy. Thấy một màn kia ánh lửa, Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân đều cảnh giác lên, Diệp Thần cùng thiên nữ cũng tỉnh,
xuyên thấu qua phòng gian cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh lửa kia cùng tiếng ngâm sướng càng ngày càng gần, cẩn thận nghe qua, cái kia tiếng ngâm sướng là Nốt không nấu biển, duy ta thiên hỏa. Luân hồi thánh uy, thiên thu vạn đại. Theo vươn xa gần tiếng ngâm sướng, to rõ hùng tráng, tại tinh không bốn phương quanh quẩn, chấn nhân tâm phách, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người trong lỗ tai, đều vang dội này 16 chữ. Nốt không nấu biển, duy ta thiên hỏa. Luân hồi thánh uy, thiên thu vạn đại. Chỉ thấy tinh không phần cuối, một đám viêm ma trùng trùng điệp điệp xuất hiện, bọn hắn người khoác bùng cháy áo choàng, cầm trong tay nóng bỏng vũ khí, mỗi một cái viêm ma đều tản ra năng lượng cường đại cùng vô cùng chiến ý. Bọn hắn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, khí thế như núi, ánh mắt kiên định, từng bước một vượt gần. Phảng phất là vượt qua vô tận tinh hải, theo tận cùng thế giới hàng lâm xuống. Toàn bộ tinh không phảng phất đều bị viêm ma tồn tại thắp sáng, thân ảnh của bọn hắn bỏ ra to lớn hỏa diễm bóng mờ. Ánh lửa tỏa ra mỗi một cái khuôn mặt, để bọn hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm mà thần bí. Viêm ma nhóm đồng thời giơ cao vũ khí, bùng cháy hỏa diễm trong tinh không giấy lên, tạo thành hùng vĩ hỏa diễm mưa. Tiếng ngâm nga của bọn họ như lôi đình vang vọng tinh không, phảng phất tại hướng vũ trụ tuyên cáo bọn hắn uy nghiêm cùng lực lượng. Diệp Thần còn là lần đầu tiên thấy viêm ma, lập tức bị khí thế của bọn hắn chỗ chấn động, mỗi một đầu viêm ma đều có hỏa diễm xích hồng tóc, tướng mạo uy nghiêm lạnh lùng, trên da lạc ấn có hỏa diễm phù văn. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập bất khuất, thành kính, uy vũ, đấu trí các loại khí thế, khó có thể tưởng tượng, bọn hắn lại có thể là Đỗ Thiên Phong, Lê Chiếu Tân chờ miệng người bên trong dị quỷ tà ma. Theo Diệp Thần, bọn hắn liền là một đám chiến sĩ. Đáng chết, đám này viêm ma dị quỷ vẫn là tới. Nhân số không ít a. U quỷ môn thủ tịch đệ tử Đỗ Thiên Phong rút ra binh khí, nhìn về phía trước trong tinh không lít nha lít nhít viêm ma, trên mặt hắn cũng là lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Rõ ràng viêm ma số lượng cùng đội hình, nằm ngoài dự đoán của hắn. Lê Chiếu Tân thấy nhiều như vậy viêm ma, cũng là có chút phát run, nhìn về phía Đỗ Thiên Phong nói, sư huynh, làm sao bây giờ? Đỗ Thiên Phong nói, chỉ có tử chiến, ta trước bẩm báo trưởng môn, nhất định phải trưởng môn trợ giúp, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đám này dị ma điên rồi, xuất động nhiều người như vậy. Trước mắt dị ma, số lượng chỉ ít có 3.000. Đỗ Thiên Phong bên này u quỷ môn đệ tử cùng lính đánh thuê, nhân số sẽ không vượt qua 300, hai bên nhân số chênh lệch gấp 10 lần mà tính, tình thế không thể lạc quan. Đỗ Thiên Phong phát ra một phát tín hiệu đánh, tìm kiếm môn phái tiếp viện, Lê Chiếu Tân khẽ cắn môi, cũng rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhiều u quỷ môn đệ tử cùng lính đánh thuê nhóm, cũng là thần sắc trang nghiêm, rút đao chuẩn bị chiến đấu. Những thủy hầu tử đó nhóm, ô oa thét chói tai vang lên lùi về doanh địa khổ công lều trong trướng đi. Chỉ thấy 3.000 dị ma, đã tiến tới gần, cầm đầu một cái cường tráng chiến sĩ, dẫn theo đại đao, tầm mắt sáng rực, ánh mắt lại tinh chuẩn rơi vào Diệp Thần chỗ trong phòng, quát. Đám này tội nhân, bọn hắn nhốt thánh tử. Bọn hắn nhốt luân hồi chi chủ. Đem bọn hắn làm thịt, cứu thánh tử ra tới. Theo cái này khôi ngô chiến sĩ tiếng nói vừa ra, toàn trường dị ma sôi trào lên. Họ hét kêu to, chợt tựa như thiên hỏa hàng thế theo trong tinh không gào thét bạo tập mà xuống, vọt thẳng hướng tinh khung đường sắt, mục tiêu là Đỗ Thiên Phong đám người. Quỷ đạo lớn thiên trụ, mở. Đỗ Thiên Phong dựng thẳng kiếm làm ngực, một tiếng quát mắng, mở ra một cái mênh mông đại kết giới này trận văn lấp lánh, cổ lão u ám phù văn phun tỏa hào quang, chính là một cái triệu hoán kết giới, theo trong kết giới có từng con mãnh quỷ, gầm thét xung phong tới, cùng bạo tập mà đến rất nhiều viêm ma. Đụng thẳng vào nhau. Viêm ma bạo sát xuống tới, rất nhanh liền cùng u quỷ môn đệ tử, còn có các dòng binh chiến làm một đoàn, tràng diện vô cùng hỗn loạn, đao kiếm tiếng va chạm, thuật pháp nổ tung thanh âm, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, trộn lẫn một đoàn, còn có bắn tung tóe máu thịt, bị nghiền nát linh hồn, tại tinh không cùng tinh khung đường sắt bối cảnh dưới, xây dựng thành một màn tráng lệ máu tanh hình ảnh. Bành! Tại chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Diệp Thần cùng thiên nữ chỗ gian phòng, cửa lớn liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Ngoài cửa là ba cái viêm ma, dẫn đầu là nữ tử, tư thái khỏe đẹp cân đối, như báo cái tràn ngập lực lượng, nhưng Diệp Thần không hiểu nhớ tới đao phong nữ hoàng. Nữ tử tóc xích hồng, nhìn thấy Diệp Thần, nàng lập tức ngây dại, mà song cùng sau lưng hai cái viêm ma, bịch một tiếng quỳ xuống, kêu lên,
Thánh tử, nhường ngươi bị sợ hãi, u quỷ môn những cái kia tà quỷ, không có làm nhục ngươi đi. Ta gọi Viêm Vũ Y, ta tới đón ngươi trở về. Diệp Thần sửng sốt nói, cái gì thánh tử, ngươi nhận lầm người a? Hắn vốn cho rằng Viêm Ma là Viêm Thiên Đế hậu duệ, nhưng từ nơi này Viêm Vũ Y trên thân, hắn bắt không đến một điểm Viêm Thiên Đế tương quan nhân quả khí tức. Viêm Vũ Y nói, không, ngươi là luân hồi chi chủ a. Diệp Thần tâm bên trong run lên, khí tức của hắn hoàn toàn ẩn nấp, theo lý mà nói, bình thường người là không nhận ra hắn. Nhưng bây giờ, cái này Viêm Vũ Y, thế mà vừa mở miệng, liền gọi ra thân phận của Diệp Thần. Nghe Viêm Vũ Y hỏi thăm, Diệp Thần trầm mặc không có trả lời, bởi vì quỷ tộc người, đối với hắn hiểu lầm cực lớn, tưởng rằng hắn năm đó thấy chết không cứu, dẫn đến quỷ đạo tổ sư bỏ mình. Nếu là hắn luân hồi chi chủ thân phận bại lộ, cái kia giấu ở quỷ tộc sau lưng thiên đế, sợ rằng sẽ trực tiếp buông xuống gạt bỏ hắn, cái kia đem vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy Diệp Thần không có trả lời, Viêm Vũ Y tầm mắt y nguyên kiên định, nói chúng ta là Viêm Thiên Đế hậu nhân, Viêm Thiên Đế lão tổ từng có thần dụ, nói tương lai có một ngày, sẽ có người tới cứu vớt chúng ta, người kia kế thừa đạo thống của hắn, thiên đế cánh tay, thiên đế chân, thiên đế thân, tất cả có, chỉ kém một khỏa đế đầu. Người kia liền là luân hồi chi chủ. Trên người ngươi có Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống khí tức, chúng ta sẽ không nhận lầm người. Ngươi nhất định chính là luân hồi chi chủ, là chúng ta người cứu vớt. Viêm Thiên Đế lão tổ nói qua, luân hồi chi chủ cuối cùng có một ngày, sẽ đáp lấy thiên quang xuyên qua giới hải gió lốc, hàng lâm xuống cứu vớt chúng ta. Luân hồi chi chủ, thỉnh ngươi theo chúng ta hồi trở lại Viêm Ma thần điện, chấp trưởng thánh tử quyền hành, Viêm Thiên Đế lão tổ đế đầu. Chúng ta cũng sẽ cung phụng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể đem chúng ta theo quỷ dị trong bể khổ cứu thoát ra. Nàng thanh âm càng ngày càng xúc động, nói xong lời cuối cùng thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, tựa hồ từng chịu đựng vô tận thống khổ cùng tra tấn, chỉ mong có người có thể cứu vớt. Diệp Thần giật mình, khó trách này chút Viêm Ma, có thể nhận ra thân phận của mình, hắn mặc dù che giấu đi luân hồi khí tức, nhưng Viêm Thiên Đế đạo thống khí tức, thiên đế cánh tay, thiên đế thân các loại, lại bị này chút Viêm Ma phát hiện. Các ngươi là Viêm Thiên Đế hậu nhân, làm sao trên người các ngươi, mà ngay cả một điểm nhân quả sâu xa đều bắt không đến. Diệp Thần nhíu mày hỏi. Viêm Vũ Y nói, việc này nói rất dài dòng, luân hồi chi chủ, thỉnh ngươi theo chúng ta hồi trở lại Viêm Ma thần điện một chuyến, ngươi hết thảy nghi vấn, đều có thể đạt được trả lời. Nghe vậy, Diệp Thần trầm ngâm không đáp. Gian phòng bên ngoài, đánh nhau chém giết mãnh liệt. Vừa mới cái kia cường tráng Viêm Ma chiến sĩ, đang cùng Đỗ Thiên Phong chiến đấu, hướng về phía gian phòng bên này quát, Vũ Y, mau dẫn thánh tử rời đi. U quỷ thần vương lập tức tới ngay không có thời gian. Phía ngoài chiến đấu, Viêm Ma chiếm hết thượng phong, giết đến u quỷ môn bên này còn có phòng thủ năng lực, hoàn toàn không cách nào phản kích. Nhưng này Viêm Ma chiến sĩ cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy được, lập tức liền có cường giả buông xuống. Hắn là chúng ta đại sư huynh gọi Viêm Xích Cuồng. Viêm Vũ Y hướng Diệp Thần giới thiệu sơ lược một thoáng, tầm mắt nhìn hướng ra phía ngoài, đôi mắt cũng là mơ hồ lướt qua một vẻ lo âu, tựa hồ gặp nguy hiểm buông xuống, luân hồi chi chủ, mời ngươi theo chúng ta rời đi, lập tức trở về Viêm Ma thần điện. Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết nếu là cùng Viêm Vũ Y đi, thân phận của hắn khẳng định sẽ triệt để bại lộ, rước lấy bất trắc họa. Nhưng cũng dùng khẳng định, Viêm Vũ Y không có nói sai, bọn họ đích xác là Viêm Thiên Đế hậu duệ, hơn nữa còn giữ Viêm Thiên Đế đế đầu. Chỉ cần Diệp Thần cùng bọn hắn trở về, là có thể kế thừa Viêm Thiên Đế đế đầu, triệt để bù đắp đạo thống, thiên hỏa mệnh tinh cũng có thể đạt được tầm bổ, tiến một bước lớn mạnh. Tốt, ta đi với các ngươi. Trong chớp mắt, Diệp Thần tính toán ngàn lo, rất nhanh làm ra quyết đoán. Tốt, Viêm Vũ Y nghe được Diệp Thần đáp ứng, lập tức kinh hỉ chứa hình. Xúc động vạn phần, lúc này hộ tống Diệp Thần ra gian phòng. Thiên nữ tầm mắt chuyển động, suy nghĩ một chút, cũng đi theo ra. Bên ngoài đánh nhau còn đang kéo dài, rất nhiều Viêm Ma người thấy Diệp Thần ra tới, lập tức phát ra chấn thiên reo hò. Dẫn đầu Viêm Xích Cuồng mừng rỡ, nói, rút lui, mau bỏ đi. Mang thánh tử hồi trở lại điện. Mệnh lệnh hạ xuống, một đám Viêm Ma lập tức thu binh thôi đấu, vây quanh Diệp Thần ra bên ngoài bay đi. Diệp Thần ánh mắt phức tạp, nhìn Lê Chiếu Tân, Đỗ Thiên Phong đám người liếc mắt.
Trần Dạ huynh. Lê Chiếu Tân thấy thế, lập tức ngây dại, hắn thấy Diệp Thần đi theo Viêm Ma mà đi, xem thần sắc rõ ràng là tự nguyện, cũng không phải là bị bức hiếp. Cái này Trần Dạ là ai, thân phận của hắn không đơn giản. Chẳng lẽ hắn thế mà liền là Viêm Ma thần điện trong Dự Ngôn Thánh Tử? Đỗ Thiên Phong cực kỳ chấn động, một phiên chiến đấu phía dưới, hắn đã máu me khắp người, nhìn xem chúng Viêm Ma chen chúc Diệp Thần rời đi, cũng đã vô lực đuổi theo. Nghĩ không ra luân hồi chi chủ, thế mà buông xuống đến ta quỷ giới, cũng không chào hỏi một tiếng sao. Lão phụ U Quỷ môn trưởng môn U Quỷ thần vương, đã có thể cung nghênh luân hồi chi chủ đại giá, ha ha. Ngay tại Diệp Thần nhanh muốn rời đi thời điểm, một đạo lạnh lùng sâu lắng thanh âm, theo sâu trong tinh không vang lên, cấp tốc truyền đến. Chỉ thấy một cái lão giả, chậm rãi hàng lâm xuống, hắn râu tóc bạc trắng, lại như cũ tinh thần quắc thước, ánh mắt để lộ ra thâm bất khả trắc trí tuệ cùng uy nghiêm. Khuôn mặt già nua mà kiên nghị, phảng phất trải qua vạn kiếp tồn tại, tản mát ra một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí. Trưởng môn, Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân chờ U Quỷ môn đệ tử, thấy lão giả này buông xuống, lập tức lấy làm kinh hãi, hoảng vội vàng khom mình hành lễ. Lão giả kia chính là U Quỷ môn trưởng môn, U Quỷ thần vương. U Quỷ thần vương một thân áo bào đen, tung bay theo gió, góc áo bên trong có một ít nhàn nhạt quỷ hỏa lấp lánh, tản ra ánh sáng yếu ớt. Tay hắn cầm một thanh màu đen U Quỷ quyền trượng, đầu trượng khắc lấy phù văn cổ xưa, tản mát ra khí tức âm lãnh. Mỗi một bước hắn bước ra, tinh không đều tựa hồ run rẩy một thoáng. Hắn buông xuống, làm cho toàn bộ tinh không lâm vào một loại lặng im không khí. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, phảng phất đối mặt một cái trưởng khống sinh tử thần linh. Không tốt, U Quỷ thần vương tới, nhanh lên, nhanh lên. Lão quỷ này, không tỏa trấn sơn môn, thế mà buông xuống đến nơi đây, cũng không sợ bị dị quỷ trộm nhà sao. Diệp Thần bên người Viêm Xích Cuồng, Viêm Vũ Y chờ Viêm Ma người, nhìn thấy U Quỷ thần vương buông xuống, lập tức chấn kinh, vội vàng chen chúc Diệp Thần, tăng thêm tốc độ rút lui rời đi. Một đám Viêm Ma dị quỷ tới ta U Quỷ môn địa bàn cướp người, lá gan quá lớn hơn một chút, thật coi ta U Quỷ môn không ai rồi. Quỷ đạo lớn thiên trụ, mở. U Quỷ thần vương ha ha cười lạnh, trong tay hắc ám quyền trượng vung lên, cuồng bạo quỷ khí bộc phát ra. Đúng là trong nháy mắt tràn ngập tinh không, che đậy hoàn vũ, hóa thành một cái khó có thể tưởng tượng lớn đại kết giới. Rát rát, khặc khặc. Tại kết giới này bên trong, đếm không hết oán linh, ác quỷ, mãnh quỷ, chiến hồn, tu la, cương thi, phi thiên giả xoa các loại quỷ vật, gào thét lên xung phong mà ra, hướng về Diệp Thần đám người bạo sát mà đi. Bảo hộ thánh tử. Viêm Xích Cuồng quát to một tiếng, chỉ phất tay Viêm Ma bảo hộ Diệp Thần. Nhưng U Quỷ thần vương chỗ triệu hoán quỷ vật, số lượng quá nhiều, mà lại 10 điểm hung tàn, trong nháy mắt liền đem ở đây Viêm Ma, đánh cho quân lính tan rã. Rút lui, nhanh lên. Viêm Xích Cuồng thấy tình thế không ổn, chỉ huy mọi người rút lui rời đi. Mọi người tứ tán chạy nhanh, vừa đánh vừa lui, phân tán thoát đi. Viêm Vũ Y lôi kéo Diệp Thần cánh hình tay, hướng chạy ra ngoài, thiên nữ đi theo ở bên cạnh. Hừ. U Quỷ thần vương tầm mắt sắc bén, tinh chuẩn thấy được Diệp Thần chỗ, tay trái tay áo phất một cái, trong tay áo bay ra một đầu đen thẫm phi kiếm, xỏ xuyên qua tinh không mà đi. Xuy, phi kiếm tốc độ cực nhanh, lập tức nhanh chóng ám sát đến Diệp Thần phía sau lưng. Diệp Thần nghiêng người trốn một chút, lại nghe thổi phù một tiếng, phi kiếm hướng phía trước đâm nhanh xuyên thấu Viêm Vũ Y thân thể, từ sau lưng xuyên vào, trước ngực đột xuất, trên mũi kiếm nhuộm tơ máu. Viêm Vũ Y thân thể run rẩy một thoáng, quay đầu nhìn một cái, đồng tử hào quang cấp tốc ảm đạm đi, chỉnh cỗ thân thể tại U Quỷ thần vương phi kiếm dưới sát khí, hóa thành kiếp cho. Không. Diệp Thần sắc mặt đại biến, chỉ thấy phi kiếm kia phân quang hóa ảnh, hóa ra mấy chục đầu kiếm ảnh suy suy rung động, làm thành kiếm trận, đem Diệp Thần cùng thiên nữ phong tỏa ngăn cản. Một đám Viêm Ma người nhìn thấy Diệp Thần bị lưu lại, lập tức nỗi đau lớn, nhưng U Quỷ thần vương thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn vô pháp đối kháng, lưu lại chống lại cũng chỉ có một con đường chết, đành phải ảm đạm rút lui. Rất nhanh, Viêm Ma người tại trả giá mấy trăm người tử thương về sau, liền rút lui đến không còn một mảnh. Diệp Thần cùng thiên nữ, bị kiếm trận phong tỏa trong tinh không. Chiến đấu kết thúc, Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân đám người lòng còn sợ hãi. U Quỷ thần vương thân thể lung lay, thân ảnh trở nên mông lung,
nguyên lai hắn thế mà không phải chân thân, chẳng qua là một đạo hình chiếu. Ha ha, may mắn bước lui những viêm ma đó, không phải lại tiếp tục kéo dài, ta này đạo hình chiếu, đã có thể không chịu nổi. U quỷ thần vương hơi có chút vui mừng cười cười, hắn chân thân muốn tỏa trấn sơn môn, phòng ngừa dị quỷ tập kích, tự nhiên là không thể tùy tiện xuất ngoại. Lần này hàng lâm xuống, chẳng qua là hắn một đạo hình chiếu. Lão gia hỏa này chơi lừa gạt. Thiên nữ lập tức chấn động, trong lòng lại hối hận, nếu là viêm ma nhóm chịu lại kiên trì một lát, vậy liền không tới phiên u quỷ thần vương khoa trương, dù sao hắn chẳng qua là một đạo hình chiếu, lực lượng vô cùng có hạn. Diệp thần sầm mặt lại, tuy nói u quỷ thần vương chẳng qua là hình chiếu, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, giờ phút này phong cấm lấy hắn phi kiếm trận, khí tức tương đương phong duệ, nếu là liều giết, hắn không có tuyệt đối tính toán trước. Luân hồi chi chủ, kém chút liền bị ngươi chạy trốn, ngươi rơi xuống trong tay của ta, thật là quỷ đạo tổ sư trên trời có linh thiêng phù hộ a. U quỷ thần vương tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp thần, trong mắt sát khí xâm nghiêm. Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân nghe được Diệp thần thân phận chân thật, đúng là luân hồi chi chủ, lập tức ngây dại. Lê Chiếu Tân đạo, trưởng môn, cái này, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, Trần Dạ huynh thế nào lại là luân hồi chi chủ? U quỷ thần vương hừ một tiếng, nói, viêm ma thần điện quy mô xâm phạm, liền vì nghênh đón hắn trở về, người đoán hắn có phải hay không luân hồi chi chủ? Năm đó quỷ đạo tổ sư, liền là bị hắn hại chết. Hắn nhưng là ta quỷ tộc địch nhân vốn có. Nếu như không phải hắn thấy chết không cứu, quỷ đạo tổ sư làm sao lại chết? Nghe vậy, Diệp thần tầm mắt chìm xuống, xem ra u quỷ thần vương đối với mình có hiểu lầm, cũng là cho là hắn thấy chết không cứu, không chịu xuyên qua thời không, ngồi nhìn quỷ đạo tổ sư bị sử thần giết chết. Nhưng vấn đề là, từ hiện tại xuyên Việt về đến thời đại viễn cổ, hơn nữa còn phải sửa đổi tuyến thời gian, cải biến quỷ đạo tổ sư bị giết vận mệnh. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Trừ phi Diệp thần trèo lên đỉnh thiên đế, không phải không thể nào làm được. Quỷ tộc đối với hắn hà khắc như vậy, bây giờ không có đạo lý. Quỷ đạo tổ sư, người hậu nhân đối ta hiểu lầm to lớn, xem ra muốn người tự mình hiện thân ra để giải thích. Diệp thần câu thông luân hồi mộ địa, âm thầm nói ra. Quỷ đạo tổ sư lộ ra vẻ trần trờ, nói ta không thể trực tiếp hiện thân, mộ chủ. Ta bây giờ chẳng qua là một luồng tàn hồn, nếu là tùy tiện hiện thân, lây dính đại nhân quả, ta rất có thể không chịu nổi, hồn phi phách tán. Ngô, ta hậu nhân đối ngươi lầm sẽ lớn như vậy, là bởi vì nhận sử thần mê hoặc bóp méo đạo tâm. Sử thần tên này, thật sự là khủng bố, ngay cả ta Tư Vô Tà nhất mạch, đều có thể mê hoặc. Ta trước hết nghĩ cái đối sách mộ chủ không cần phải lo lắng, nhược nễ vô pháp giải quyết khốn cục trước mắt. Ta có khả năng mượn lực cho ngươi. Quỷ đạo tổ sư không tiện tự mình hiện thân, nhưng muốn mượn lực cho Diệp thần vẫn là có thể. Trước nhìn kỹ hãng nói. Diệp thần tầm mắt chớp động, cũng là không có tùy tiện mượn dùng quỷ đạo tổ sư lực lượng. Quỷ tộc đối với hắn tồn tại hiểu lầm, này sau lưng vẫn là sử thần đang dở trò. Sử thần mê hoặc lực lượng, cường đại đến liền Tư Vô Tà nhất mạch, đều không thể ngăn cản. U quỷ trên cửa dưới. Đều là loại Tư Vô Tà nhất mạch, đạo tâm xa so với thường nhân tinh khiết, không nhiễm ô uế, nhưng bọn hắn đều bị sử thần bóp méo, đối Diệp thần sinh ra cực lớn cửu hận, rõ ràng sử thần mê hoặc nhân tâm lợi hại. Tại U Quỷ Thần Vương tiếng nói vừa ra về sau, ở đây U Quỷ môn đệ tử, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng từ nhỏ nghe nói, luân hồi chi chủ là hại chết quỷ đạo tổ sư gián tiếp hung thủ, bọn hắn đối luân hồi chi chủ cũng tồn tại cửu hận. Đỗ Thiên Phong tầm mắt phát lạnh. Nắm chặt trong tay đao, nhìn chằm chằm trong kiếm trận Diệp thần nói, nguyên lai tiểu tử này đúng là luân hồi chi chủ, khó trách bản sự lớn như vậy, có thể xuyên qua giới hải gió lốc tới. Một bên Lê Chiếu Tân lại là mặt mũi tràn đầy vội vã, nói trưởng môn, Đỗ Sư Huynh, này nhất định là có hiểu lầm gì đó, Trần Dạ Huynh không là người xấu. Các ngươi có thể cảm nhận được tâm tư của hắn, hắn không có ác ý a. Tư Vô Tà nhất mạch đạo tâm tinh khiết, tâm tư 10 điểm mẫn duệ. Có thể cảm thấy được người khác thiện ý cùng ác ý. Cho nên, coi như từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nghe nói luân hồi chi chủ là tà ác hung thủ, nhưng Lê Chiếu Tân còn là rất khó tin tưởng, Diệp thần sẽ là người xấu. Đỗ Thiên Phong hừ một tiếng, nói, sư đệ, cái này người có thể là luân hồi chi chủ, muốn che giấu chính mình ác nghiệp, như vậy có cái gì khó? Lê Chiếu Tân đạo, không phải,
này nhất định là có hiểu lầm gì đó. U quỷ thần vương quát, đủ rồi. Chiếu củi, ngươi câm miệng cho ta. Dừng một chút, hướng Đỗ Thiên Phong nói, Ngàn Phong, ngươi trước chặt đứt luân hồi chi chủ hai tay, đưa hắn áp giải trở về, giao cho tử mỹ U Cơ đại nhân xử lý. U quỷ môn cũng không phải là quỷ giới bá chủ, tại mặt trên còn có một cái quỷ trụ thánh địa. U quỷ môn chẳng qua là quỷ trụ thánh địa phụ thuộc thế lực, bá chủ thực sự, là quỷ trụ thánh địa chúa tể, kỳ danh là Tử Mỹ U Cơ. Đỗ Thiên Phong chắp tay đáp, đúng, trưởng môn. Hắn liền xiết đao nơi tay, bay về phía kiếm trận. Diệp thần cùng thiên nữ, bị U quỷ thần vương kiếm trận phong tỏa, thực lực cùng khí tức bị đại đại áp chế. Mộ chủ, cần ta lực lượng sao? Quỷ đạo tổ sư thấy thế, trầm giọng kêu lên, chỉ sợ Diệp thần xảy ra chuyện. Diệp thần nhếch nhếch miệng, nói, không cần, ta có thể đối phó. Ánh mắt của hắn xâm nghiêm, nhìn xem Đỗ Thiên Phong. Đỗ Thiên Phong bước vào trong kiếm trận, vốn định lập tức hướng Diệp thần động thủ, nhưng thấy Diệp thần cái kia ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng của hắn rùng cả mình, lại nhịn không được sợ run cả người, ngừng bước không tiến. Diệp thần nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn U quỷ thần vương liếc mắt, nói ta đích xác chính là luân hồi chi chủ, các ngươi sự thù hằn với ta, chỉ là bởi vì bị sử thần mê hoặc, ta không trách các ngươi. Các ngươi lập tức rời đi, cho ta chút thời gian điều tra, ta sẽ giải quyết tất cả hiểu lầm. Hắn lại hướng quỷ đạo tổ sư câu thông nói, tiền bối, ta đại khái cảm giác được, quỷ giới địa mạch, khả năng tồn tại có một chỗ ô nhiễm chi nguyên, chỗ này ô nhiễm chi nguyên là sử thần lưu lại. Liền là cái kia ô nhiễm chi nguyên bóp méo ngươi quỷ tộc hậu duệ đạo tâm, để bọn hắn thiên sinh liền thống hận ta. Chỉ cần có thể giải quyết cái kia ô nhiễm chi nguyên, ta nghĩ, chỗ có hiểu lầm đều có thể băng thích. Trong mơ hồ, Diệp thần đã bắt được mấu chốt của vấn đề chỗ. Tại quỷ giới bên trong, khả năng có một cái ô nhiễm đầu nguồn, là hết thảy tội ác bản nguyên chỗ. Chỉ cần giải quyết đi cái kia nguồn ô nhiễm đầu, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ồ, quỷ đạo tổ sư có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có bắt được cái gì nguồn ô nhiễm đầu khí tức, nhưng Diệp thần lại có dự cảm. Diệp thần tâm tư cảm ứng, đã ở trên hắn. Nghe được Diệp thần, Đỗ Thiên Phong nhìn kiểm về phía U quỷ thần vương, nghe hắn bảo cho biết. U quỷ thần vương âm thanh lạnh lùng nói, cái gì sử thần mê hoặc, ta tư vô tà nhất mạch, đạo tâm tinh khiết như lưu ly, không nhiễm bụi trần, lại có đồ vật gì có thể mê hoặc chúng ta. Nhất định là tiểu tử ngươi ăn nói bừa bãi, muốn chạy trốn thoát thẩm phán thôi, ngươi thấy chết không cứu, gián tiếp hại chết quỷ đạo tổ sư, hôm nay ta liền muốn thay tổ sư ra báo thù. Ngàn Phong, nắm hai cánh tay hắn chặt áp tải đi giao cho tử mị U Cơ đại nhân. Hắn chẳng qua là một đạo hình chiếu, vừa mới chấn áp phiêm ma thần điện người, đã không sai biệt lắm hao hết lực lượng, bây giờ không cách nào lại áp chế Diệp thần, chỉ có nhường Đỗ Thiên Phong ra tay. Đỗ Thiên Phong trong lòng run lên, tầm mắt cũng là ngưng luyện, đáp đúng. Hắn đối Diệp thần có to lớn kiêng kỵ, nhìn xem Diệp thần ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không cầm được sợ hãi, hiện tại yên lặng thì thầm, tư vô tà, tâm vô thương, tâm ta sáng choang, diệt sát hết thảy địch. Tư vô tà nhất mạch chuyên tu đạo tâm đại thành, niệm tư vô tà, có thể hóa giải trong nhân thế đủ loại tình dục dày vò, tham sân si, oán tăng sẽ, nhu nhược e ngại. Lâm trận không tiến các loại. Đỗ Thiên Phong đọc thầm chú ngữ, kích hoạt tư vô tà trong huyết mạch tiềm lực, lập tức hai mắt trở nên trong suốt, không còn có một điểm vẻ sợ hãi, vung đao chém về phía Diệp thần. U quỷ liệt diễm đao. Hắn một đao mang theo cuồn cuộn xích diễm phá không hướng Diệp thần cánh tay chém đi, muốn đem Diệp thần hai tay chặt đứt. Diệp thần chịu U quỷ thần vương kiếm trận áp chế, thực lực bị đại đại hạn chế, mắt thấy Đỗ Thiên Phong chém tới một đao. Lập tức thấy một hồi nghẹt thở. Bất quá cục diện như vậy, cũng không có chân chính làm khó hắn. Thanh Liên Đạo, Ma Gia Chi Điện, mở. Diệp thần quát to một tiếng, trên thân Thanh Liên Đạo khí bạo phát, thi triển đại thần thông, lập tức một tòa thật to cung điện, dùng Diệp thần làm trung tâm ở trong sân bày ra. Này tòa cung điện, là trí tuệ cung điện, là cửu biện kim liên bên trong, thứ ba cánh kim liên bên trong thần thông. Đại biểu cho Thanh Liên Đạo Tổ ngày xưa vô thượng trí tuệ áo nghĩa. Diệp thần một thi triển, to lớn Ma Gia Chi Điện, lập tức như thực chất bày ra, thoạt nhìn liền là một tòa chân thực tồn tại cung điện, cũng không là hư ảo. Này tòa Ma Gia Chi ngoài điện xem rộng rãi mà tráng lệ, thể hiện ra một loại không có gì sánh kịp khí thế,
toàn thể phảng phất là màu trắng tinh đá cẩm thạch kiến tạo mà thành, cao vút trong mây, tựa như một tòa nguy nga mỏng núi. Cung điện phía trên cửa chính, to lớn thanh liên hoa phù điêu đứng sừng sững, tản mát ra nhàn nhạt thần bí hào quang. Cung điện trên vách tường điêu khắc phức tạp tinh mỹ đồ án, khắc họa cổ lão trí tuệ truyền thừa cùng thần bí đạo pháp áo nghĩa. Mỗi một đạo hoa văn đều tản ra nồng đậm đạo khí, phảng phất tại kể rõ thiên cổ trí tuệ cùng khải địch. Điện đường nội bộ rộng rãi mà tráng lệ, trung ương là một tòa thật to hình tròn tế đàn, do hoa lệ bảo thạch cùng chân quý vật liệu gỗ cấu thành, Diệp Thần liền đứng tại phía trên tòa tế đàn này mặt, tựa như chấp chưởng lấy trí tuệ quyền hành. Bốn phía cột nhà do thanh đồng rèn đúc, phía trên khảm nạm lấy phù văn thần bí, mơ hồ rõ ràng ẩn chứa trong đó vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Mỗi một cây trụ đều cao lớn mà đẹp đẽ, chống đỡ lấy toàn bộ cung điện, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Răng rắc, theo ma gia chi điện bày ra, u quỷ thần vương bày ra kiếm trận phong tỏa, trong nháy mắt bị rộng rãi trí tuệ thủy triều phá hủy, nghiền nát. Đỗ Thiên Phong cầm kiếm đột nhiên giết mà đến thân thể, cũng bị sinh sinh đẩy lui, căn bản là không có cách tới gần Diệp Thần. Mở ra ma gia chi điện Diệp Thần, đơn giản liền là trí tuệ chúa tể, uy nghiêm biểu tượng khí thế của hắn tại cấp tốc tăng vọt, mà Đỗ Thiên Phong khí tức lại bị áp chế xuống. Ma gia chi điện, trí tuệ cung điện, thanh liên đạo tổ bí pháp, người sao lại thế? U quỷ thần vương nhìn thấy một màn này, lập tức rất đỗi chấn động, thấy Diệp Thần khí tức đáng sợ. Này ma gia chi điện, cùng loại kết giới trận pháp, tại trong điện phủ, Diệp Thần các phương diện năng lực tăng lên rất nhiều, mà địch nhân năng lực liền sẽ giảm xuống, thực lực bị áp chế. Ngàn Phong, mau lui lại. U quỷ thần vương e sợ cho Đỗ Thiên Phong xảy ra chuyện, ra lệnh. Tâm ta như gương sáng, không sợ hãi, tử chiến không lùi. Đỗ Thiên Phong ánh mắt sắc bén, mặc dù bị áp chế, nhưng tư vô tà huyết mạch tiềm lực bạo phát, trong lòng của hắn cũng không có e ngại ý tứ. Quỷ đạo lớn thiên trụ, mãnh quỷ xuất lồng, phá cho ta. Chỉ thấy Đỗ Thiên Phong bóp thủ quyết, cũng mở ra một cái kết giới, chính là quỷ đạo đại kết giới, quỷ khí tràn ngập, theo trong kết giới leo ra trăm ngàn đầu mãnh quỷ. Gào thét, muốn hướng Diệp Thần xông tới giết. Đỗ Thiên Phong là muốn dùng cái này quỷ đạo lớn thiên trụ kết giới, phá mất Diệp Thần ma gia chi điện. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp hắn kết giới, hào quang lại là vô cùng mỏng manh, hoàn toàn bị Diệp Thần cung điện ngăn chặn, cái kia theo trong kết giới lao ra trăm ngàn mãnh quỷ, còn không có tới gần Diệp Thần thân thể, liền bị cung điện bốn phía bắn ra từng chùm trí tuệ hào quang xỏ xuyên qua. Suy suy rung động hóa thành khói đen tán loạn đi. Cái gì? Đỗ Thiên Phong cực kỳ chấn động, hắn thực lực đã đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới toàn lực bạo phát xuống, mà ngay cả Diệp Thần quần áo đều không đụng tới. Triệu hoán ác quỷ, loại thủ đoạn này, ta cũng biết. Phù quỷ mẫu xào huyệt, buông xuống đi. Diệp Thần trên mặt lộ ra lãnh khốc vẻ mặt, vung tay lên, rộng rãi trí tuệ trong điện phủ, xuất hiện một cái to lớn hắc ám xào huyệt. Tiếp theo sát, theo cái kia hắc ám trong xào huyệt, từng con mãnh quỷ khàn giọng chế nhạo lấy, rát rát rít lên, bạo sông mà ra, hướng về Đỗ Thiên Phong phóng đi. Đỗ Thiên Phong hoảng hốt, vội vàng vung đao đón đỡ, thiên nguyên cảnh đỉnh phong pháp tắc lực lượng, đều bùng nổ, hóa thành từng đầu thiên hà tấm lụa, gào thét chảm ra, gần thân ác quỷ chảm diệt đi. Nhưng, Diệp Thần phù quỷ mẫu xào huyệt, chỗ triệu hồi ra ác quỷ, số lượng thực sự nhiều lắm, Đỗ Thiên Phong giết không được thắng giết. Chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, đại lượng ác quỷ như hắc ám thủy triều, trực tiếp đưa hắn che hết. Một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, trong chớp mắt, Đỗ Thiên Phong liền bị vô số ác quỷ xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Ngàn Phong, sư huynh, U Quỷ Thần Vương cùng Lê Chiếu Tân vô cùng chấn động, phải biết, Đỗ Thiên Phong có thể là U Quỷ môn thủ tịch đệ tử, nhưng ở Diệp Thần thủ hạ, thế mà sống không qua hai chiêu. Liền bị xé nát diệt sát. Ở đây tất cả mọi người tầm mắt, vô cùng kinh dị kinh hãi nhìn xem Diệp Thần. Cái này là luân hồi chi chủ lực lượng sao? Thực lực mạnh mẽ như thế, thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai là Diệp Thần địch thủ? Diệp Thần cũng không hề để ý mọi người tầm mắt, trong lòng âm thầm câu thông quỷ đạo tổ sư, hỏi. Tiền bối, cái kia quỷ đạo lớn thiên trụ, là cái gì thần thông, làm sao huyền môn quỷ trên sách không có ghi chép? Huyền môn quỷ sách là quỷ đạo tổ sư suốt đời tâm huyết sáng tạo, bên trong ghi chép cơ hồ tất cả quỷ đạo thần thông, nhưng Diệp Thần cũng không có phát hiện quỷ đạo lớn thiên trụ tồn tại.
Quỷ đạo tổ sư nói ra, quỷ đạo lớn thiên trụ, là một môn triệu hoán kết giới loại hình thần thông, có thể thi triển kết giới, triệu hoán đại lượng ác quỷ trợ chiến, này pháp oán khí cực lớn, rất dễ dàng bị cắn trả thương thân, chỉ có thể tư vô tả nhất mạch tu luyện. Mộ chủ, người không thích hợp tu luyện, cho nên ta không có ghi chép đến huyền môn quỷ trong sách. Diệp Thần ồ một tiếng, tầm mắt chuyển động, nói, nguyên lai là sợ thương thân sao? Ta cũng không sợ, tiền bối, người truyền thụ cho ta chính là. Diệp Thần xem cái kia quỷ đạo lớn thiên trụ, có thể triệu hoán mãnh quỷ, cùng hắn phù quỷ mẫu xào huyệt không sai biệt lắm, nhưng đạo pháp tinh diệu hơn rất nhiều, nếu là hắn có thể học được, lại cùng phù quỷ mẫu xào huyệt kết hợp lại, tất có thể bùng nổ uy lực khủng bố. Tại quỷ giới bên trong quỷ khí lượn lờ, nếu như có thể nắm giữ mạnh mẽ quỷ đạo bí pháp, giải quyết vấn đề cũng có thể làm ít công to. Quỷ đạo tổ sư lắc lắc đầu nói, không thể, người không phải tư vô tà nhất mạch, không nên tu luyện quỷ đạo lớn thiên trụ. Diệp Thần mong muốn lại truy vấn đã thấy U Quỷ Thần Vương vẻ mặt chấn động, lớn tiếng kêu lên. Rút lui, này luân hồi chi chủ khó đối phó, theo ta trở về bẩm báo quỷ trụ thánh địa. Hắn thấy Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy, liền giải quyết hết Đỗ Thiên Phong, nghĩ đến chính mình không quan trọng một đạo hình chiếu, quả quyết không phải Diệp Thần địch thủ, hiện tại cũng không dám ham chiến, vung tay lên, liền muốn mang theo thủ hạ đệ tử rời đi. Rất nhiều U Quỷ môn đệ tử, hoảng hốt vạn phần phi độn rời đi, Diệp Thần cũng không ngăn trở. Thậm chí, hắn muốn giết Đỗ Thiên Phong, đều chỉ là vì tự vệ, cũng không phải là thật muốn giết người. Nếu như về sau có thể băng thích hiểu lầm, hắn cũng là có thể đem Đỗ Thiên Phong phục sinh. Địch nhân của hắn, cũng không là U Quỷ môn, cũng không phải cái gì dị quỷ, mà là Sử Thần. Sử Thần mới thật sự là kẻ địch, quỷ tộc đối với hắn hiểu lầm thành kiến nghiêm trọng như vậy, đều là Sử Thần đang dở trò. Cái thế giới này, rất có thể ẩn giấu đi Sử Thần lưu lại ô nhiễm chi nguyên, chỉ cần đem cái kia nguồn ô nhiễm đầu giải quyết, có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trần Dạ Huynh, một đạo yếu ớt thanh âm, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Đó là Lê Chiếu Tân, U Quỷ môn tất cả mọi người rời đi, chỉ có hắn còn lưu tại tinh khung sắt trên đường, không có đi. Diệp Thần yên lặng, cùng thiên nữ hạ xuống đi. Lê Chiếu Tân nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi. Ngươi thật sự là luân hồi chi chủ. Diệp Thần tâm bên trong thiên đầu vạn tự, gật đầu nói, đúng. Lê Chiếu Tân sợ xanh mặt lại, nói, ngươi. Ngươi nói chúng ta hiểu lầm ngươi, là bị Sử Thần mê hoặc rồi. Diệp Thần nói, đúng, ngươi tự suy nghĩ một chút, quỷ đạo tổ sư năm đó chết, có thể trách đến trên đầu ta sao? Lê Chiếu Tân chìm nhưng không đáp, bàn tư thật lâu, ấp a ấp úng nói, năm đó. Năm đó quỷ đạo tổ sư, đối luân hồi vô cùng tôn sùng, hắn chịu Sử Thần truy sát thời điểm, từng một lần hướng luân hồi cầu nguyện cầu cứu, đáng tiếc cuối cùng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Các trưởng bối nói, hoặc là liền là luân hồi chi chủ lãnh khốc vô tình, không chịu xuyên qua thời không cứu giúp, hoặc là liền là hắn là một cái phế vật, cũng không có nghịch chuyển sinh tử, trưởng khống luân hồi thực lực, không đáng chúng ta sùng bái, tóm lại. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, tóm lại bất kể như thế nào, sai đều tại trên người của ta, phải không? Lê Chiếu Tân yên lặng vô ngôn, báo. Diệp Thần nhịn cười không được, rõ ràng giết chết quỷ đạo tổ sư người là Sử Thần, các ngươi lại quái đến trên đầu ta, đúng là mỉa mai a. Thiên nữ ở bên nói ra, ai bảo ngươi là người tốt đâu, quái Sử Thần thì có ích lợi gì, bọn hắn lại đánh không lại Sử Thần. Diệp Thần cũng không thể nói gì hơn, lắc đầu, hít sâu một hơi, mới thoáng bình phục tâm tình, hướng Lê Chiếu Tân đạo thôi, ta cũng không trách tội các ngươi, Sử Thần khả năng tại quỷ giới có lưu một cái ô nhiễm chi nguyên. Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết đi cái kia ô nhiễm chi nguyên, hiểu lầm có lẽ có thể giải mở. Lê Chiếu Tân suy nghĩ xuất thần, nói, đúng, phải không, nhưng, Trần Dạ Huynh, ta trưởng môn sư tôn muốn bắt ngươi, muốn đem ngươi bắt đi quỷ trụ thánh địa, nếu là ngươi rơi xuống tử mị u cơ trong tay đại nhân, thật là thế nào chết cũng không biết. Tử mị u cơ đại nhân đối quỷ đạo tổ sư 10 điểm trung thành, nàng đối cửu hận của ngươi. Càng là mãnh liệt, nếu như bị nàng phát hiện ngươi, ngươi liền chết chắc. Ngươi bây giờ rời đi, có lẽ còn có cơ hội sống sót, nếu là ở lại chỗ này nữa chỉ có một con đường chết. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn khó được đi vào quỷ giới, lại có thể cứ như vậy không minh bạch rời đi. Đang do dự thời khắc, lại nghe luân hồi mộ địa bên trong,
Quỷ đạo tổ sư nói ra, mộ chủ, xem ra này rất nhiều hiểu lầm, vẫn là đến ta tự mình ra mặt giải quyết mới được. Diệp thần nói, tiền bối, ngươi không phải nói, ngươi không tiện hiện thân. Quỷ đạo tổ sư cuối cùng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, nếu như lung tung tiêm nhiễm đại nhân quả, hồn phách của hắn không chịu nổi. Quỷ đạo tổ sư nghĩ sâu xa rất lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhân tiện nói, ta nghĩ đến một cái kế sách, không cần ta thật tự mình ra mặt. Diệp thần nói, há, cái gì kế sách? Quỷ đạo tổ sư nói, ngươi tìm tới ta pho tượng, chỉ có là có đầy đủ tín ngưỡng căn cơ, ta có khả năng mượn nhờ pho tượng hiển linh, chờ ta hiển linh, có lẽ có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Diệp thần con mắt lập tức sáng lên, quỷ đạo tổ sư nói tới chi pháp, mượn nhờ pho tượng hiển linh, có lẽ thật có thể giải quyết vấn đề. Hắn hướng Lê Chiếu Tân nói, Lê Huynh, ta không thể cứ như vậy rời đi, ngươi biết nơi nào có quỷ đạo tổ sư pho tượng. Ta nghĩ, chỉ cần quỷ đạo tổ sư hiển linh, các ngươi liền có thể biết người nào là chân chính kẻ địch. Lê Chiếu Tân lấy làm kinh hãi, nói tổ sư ra pho tượng. Ngươi có thế để cho tổ sư ra hiển linh. Diệp thần khẽ gật đầu, nói ta nghĩ thử một chút, ngươi biết pho tượng ở nơi nào, cần phải có đầy đủ tín ngưỡng căn cơ. Muốn cho quỷ đạo tổ sư hiển linh, đơn thuần pho tượng là không được, nhất định phải có đầy đủ tín ngưỡng căn cơ nội tình. Cũng chính là tiếp thụ qua tín đồ đại lượng cung phụng cúng bái pho tượng, mới có hiệu quả. Lê Chiếu Tân ngẩn ngơ, xem Diệp thần bộ dáng, tựa hồ là nói nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một chút, nói tại ta U Quỷ Môn địa bàn loạn hồn quỷ hải bên cạnh, liền có quỷ đạo tổ sư pho tượng, hàng năm ta U Quỷ Môn, đều muốn cử hành đại tế pho tượng kia tín ngưỡng nội tình, hẳn là đầy đủ. Diệp thần nhướng mày, nói, nhà ngươi trưởng môn muốn giết ta. Đi địa bàn của các ngươi, đó không phải là muốn chết. Lê Chiếu Tân hoảng hốt vội nói, sẽ không, loạn hồn quỷ hải tuy là ta U Quỷ Môn địa bàn, nhưng khoảng cách sơn môn có vạn dặm xa, biển bên trong cùng bốn phía dị quỷ chiếm cứ, hung hiểm vô cùng, bình thường tháng ngày sẽ không có người đi. Trần Dạ Huynh, nếu là ngươi thật có thể nhường quỷ đạo tổ sư hiển linh, ta có khả năng mang ngươi tới loạn hồn quỷ hải, cúi chào lão nhân ra ông ta pho tượng. Diệp thần trầm ngâm. Quỷ đạo tổ sư nói ra, thời gian kéo ghê gớm, nhiều nhất qua một ngày nữa, thiên cơ khuếch tán ra toàn bộ quỷ giới đều sẽ biết ngươi tồn tại, đến lúc đó chẳng diện vô pháp thu thập. Mộ chủ, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, liền đi cái kia loạn hồn quỷ hải, chờ ta hiển linh, liền có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Nghe được quỷ đạo tổ sư nói như vậy, Diệp thần cuối cùng cũng là gật đầu, hướng Lê Chiếu Tân nói. Tốt, vậy liền đi loạn hồn quỷ hải, Lê Huynh. Người dẫn đường là được. Một bên thiên nữ tầm mắt sáng rực nói, đi loạn hồn quỷ hải. Cái kia rất tốt, chỗ kia đang thích hợp ta tu luyện. Nàng tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, lôi điện tinh khí đã hấp thu viên mãn, chỉ kém bản nguyên quỷ khí, chỉ cần có thể đi đến loạn hồn quỷ hải, là có thể hấp thu tinh thuần quỷ đạo tinh khí, nhường thể chất nàng đại thành. Chờ nàng quỷ đế thiên lôi thể viên mãn về sau, nàng là có thể khai lò tôi kiếm, hoàn thành thần chu thiên kiếm rèn đúc. Lê Chiếu Tân nói, các ngươi đi theo ta. Hắn thổi cái huýt sáo, chỉ thấy tinh khung đường sắt nơi xa, tiếng chân ngượng ngùng, một đầu ngựa một sừng lôi kéo một cái thùng xe, chạy tới, ở trước mặt mọi người đứng vững, phì mũi ra một hơi. Đi, lên xe. Lê Chiếu Tân hướng Diệp Thần thiên nữ vẫy tay, xuất lên xe trước. Diệp Thần cùng thiên nữ tướng liếc mắt một cái, cũng đi theo lên xe ngựa. Cái kia ngựa một sừng rất có linh tính. Cũng không cần người xua đuổi, tự động hướng phía trước bay đi. Trong xe, Lê Chiếu Tân con người ngưng tụ, nhân tiện nói, Trần Dạ Huynh, người thuyền phô trương quá mức, vẫn là ngồi xe của ta đi cho thỏa đáng. Diệp thần gật gật đầu, thực cùng thiên nữ thu liễm lại khí tức, yên lặng ngồi tại trong xe. Thiên nữ xuất ra một khỏa quỷ nguyên thạch, ngồi xếp bằng, đem quỷ nguyên thạch đặt vào trong hai tay, hấp thu tu luyện. Trên người nàng rất nhanh tản mát ra từng tia từng sợi quỷ khí, nhảy lên lôi điện. Diệp thần lại âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng quỷ đạo tổ sư nói, tiền bối, ngươi đem cái kia quỷ đạo lớn thiên trụ truyền cho ta, không cần sợ cái gì cắn trả thương thân, tư vô tà nhất mạch có thể luyện, ta cũng có thể luyện. Diệp thần chỉ muốn học nhiều một môn bản lĩnh, tại quỷ giới bên trong sinh tồn, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Quỷ đạo tổ sư do dự một chút, cuối cùng thở dài, được a. Chính ngươi cẩn thận, có thể tuyệt đối không nên chịu cắn trả rơi vào ác quỷ tà đạo. Hắn tế ra một mảnh ngọc giản,
Ngọc giản bên trên in quỷ đạo lớn thiên trụ năm chữ, chính là tu luyện bí quyết. Diệp Thần mừng rỡ, đem ngọc giản nhận lấy đến, liền ngưng thần cảm ngộ tu luyện. Xe ngựa một đường bay nhanh, tại dài đằng đẵng tinh khung đường sắt ngược lên chạy nhanh, này tinh khung đường sắt nhảy vào tinh hải, tuy chỉ xây một nửa, nhưng lộ trình chi trường, dùng năm ánh sáng tính toán, thật muốn dùng móng ngựa chạy chạy, chạy 1000 cái kỷ nguyên cũng chạy không đến phần cuối. May mắn tại tinh khung đường sắt bên trên, cách mỗi một cái thiết điểm, liền có một chỗ truyền tống trận, có thể đang tiến hành khoảng cách truyền tống. Bởi vì giới hải bên trong, tồn tại gió lốc cùng dị quỷ, pháp tắc cũng không ổn định, cho nên coi như là không gian truyền tống trận, cũng chỉ có thể làm bên trong khoảng cách truyền tống, vô pháp làm đến cự ly xa. Quỷ giới bên trong sinh linh, nghĩ ổn định rời đi giới hải, đi bên ngoài thăm dò, tinh khung đường sắt là bọn hắn duy nhất có thể được con đường. Đương nhiên, nếu là Diệp Thần ra tay, hắn có thể sẽ lựa chọn kiến tạo phương chu, dùng phi thuyền đem người chuyên trở ra ngoài, phương chu tính ổn định, so với bình thường phi thuyền cường hãn rất nhiều đủ để chống lại giới hải gió lốc. Xe ngựa một đường đi nhanh, truyền tống, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Thần cuối cùng thấy được tinh khung đường sắt điểm xuất phát. Tinh khung đường sắt điểm xuất phát, ngay tại cái kia vô tận quỷ giới bên trong. Diệp Thần tại trong xe, rốt cục thấy được tâm tâm niệm niệm quỷ giới. Quỷ giới, lại xưng quỷ đế tinh, chính là một khỏa to lớn mà u ám tinh cầu, nó ở vào hư không giới hải sâu trong vũ trụ góc tối, bị một mảnh nồng đậm mây đen bao phủ. Làm Diệp Thần, thiên nữ, tại Lê Chiếu Tân dẫn đầu dưới, đáp lấy xe ngựa đặt chân cái tinh cầu này lúc, phảng phất tiến nhập một cái vô tận u minh thế giới. Bầu trời đen nhánh bên trong không có tinh thần chi quang, chỉ có âm trầm nguyệt nha như ẩn như hiện. Yên tĩnh khí tức tràn ngập trong không khí, để cho người ta không khỏi thấy một cỗ âm thầm sợ hãi. Quỷ đế tinh dưới đất là một mảnh hoang vu sa mạc, vô tận cồn cát kéo dài đến chân trời, phảng phất là vô số u hồn phần mộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 532.